Ừ, rồi à, thế này nhá, cô là Vân này, giáo vụ của bộ môn dược lý. Thế thì những cái vấn đề về trao đổi sách vở học hành, lịch học như thế nào thì các em lớp trưởng có thể trao đổi trực tiếp với cô này. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai thì về lý thuyết ấy, thì chúng ta để cô đi cô tắt điện thoại đã. Lý thuyết ấy, thì chúng ta có thể xin cái bài giảng PowerPoint của các cô nhé, nhưng mà các cô giáo thì không 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 quy định bắt buộc là gửi bài giảng cho các em. Thế thì các em cứ cứ xin thôi. Cô nào cho thì cho, cứ xin thôi. Cô không cho một lần, cứ xin 2 3 lần đấy nhá. Còn riêng cô thì cô sẽ đưa cho các em, không chỉ riêng bài của cô hoặc là những cái bài khác nếu em muốn thì các em, cô vẫn đưa để các em tham khảo. Thì các em sau mỗi một buổi các cô ấy giảng thì em xin các cô là em gửi cái mail chung của cả lớp vào đó, thì nhờ các cô gửi vào nhé. Đấy là cái việc nhất này. Việc thứ hai là về cái lý thuyết ý, thì chắc là không 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 điểm danh đâu. Thế nhưng bây giờ học trực tiếp thì chả được, thì học online thì cái sự là cái sự kết nối giữa em với thầy cô rồi các môn học ấy nó cũng đã rất là hạn chế rồi, thì các em cũng nên là đi học đầy đủ đấy. Nhưng mà thôi, cô cũng không không điểm danh, nhưng mà cô cũng nói thế, mặc dù không điểm danh nhưng các em cũng cố gắng là đi học đầy đủ nhá. Thế còn về phần thực hành ấy thì đúng là về phần thực hành thì giảng online nó cũng rất là hạn chế, đặc biệt là những cái phần phần làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm là hồi em trực tiếp hồi em sẽ được làm, thế nhưng mà không có thì thôi, đành phải hồi em đọc vậy. Những cái phần thí nghiệm hồi em sẽ đọc và có gì thì thôi em sẽ nói chuyện với các thầy cô đấy. Thứ hai là phần nhận thức thuốc. Phần nhận thức thuốc thì nó lại đúng là nó lại còn càng càng bị hạn chế hơn, vì nhận thức của em phải nhìn này, rồi em này ngắm nghía, rồi xem các vỏ nào, viên nang nào, vân vân, rồi các hộp thuốc người ta trình bày các thứ ra sao thì thực sự là không có. Thế thì cho nên là các cô giảng cho em, các cô sẽ đưa ra những cái vỉ hoặc viên thuốc thì cũng chỉ là hình ảnh ở trên mạng thôi. Và vì các em học thực hành online thế cho nên là những cái thuốc mà các cô lấy thì nó sẽ rộng hơn là cái phần của em học sau này thi thực tế. Cho nên khi mà kết thúc những cái buổi thực hành này này thì hội em sẽ có khoảng 1 đến 2 buổi. Cái 1 đến 2 buổi này chỉ là cái giữa bộ môn và các em thôi, chứ không có lịch của đấy, không phải là lịch lịch của đào tạo. Cho nên nó sẽ là tranh thủ vào buổi trưa gì đấy thì sẽ mở phòng thực hành ra, thì sau này mà đi học đầy đủ rồi, được được đi học rồi, học học online đấy, thì sẽ cho em xem hết tất cả những cái thuốc. Tại vì sau này là hồi em thi thực hành là cũng không thể online được đấy, cũng phải lập live thôi. Thế cho nên là hồi em sẽ được xem đến 1 đến 2 buổi đấy, như vậy. Thế thì cái nội dung ở đây thì cô không thể đi hết được tất cả của em như các buổi. Thì hôm nay tiện có cả lớp mà buổi đầu tiên thì cô cũng hướng dẫn luôn cái phần thực hành. Là phần thực hành của em sẽ có 3 phần. Một là kê đơn. Thứ hai là phần nhận thức thuốc. Thứ ba là phần làm thí nghiệm. Đấy, thì cái phần làm thí nghiệm thì em tham khảo. Còn khi mà thi của em chỉ thi có 2 phần thôi, đó là phần kê đơn và phần nhận thức thuốc. Thế thì cách thức thi sau này thi của chúng ta ấy, đó là hội em sẽ bốc số, chỉ cần bốc một số thôi, thì khi em bốc một số đấy thì hội em sẽ có một đơn và một sản phẩm thuốc. Thế thì khi mà có đơn trong hội em thi trong vòng 10 phút thì trong vòng 10 phút đấy hội em sẽ kê đơn. Hội em sẽ kê đơn và hội em sẽ nhận thức thuốc. Thì cái list cần phải nhận thức thuốc những cái gì thì đã có một cái form sẵn rồi. Thì khi nào mà hội em, cô sẽ cho lớp trưởng cái số điện thoại của cô Yến hoặc cô Quyên đấy, thì khi nào hội em đến trường thì em sẽ liên hệ với cô đấy để lấy cái mẫu của cái tờ thi đấy, thì đã có cái list list sẵn như vậy đấy. Chứ còn phần kê đơn thì hội em cũng là viết mặt sau thôi, mặt sau của cái tờ giấy như vậy. Thế thì cái phần nội dung nhận thức thuốc thì nó nằm ở đâu, đó là nó nằm ở những cái thuốc mà hội em sẽ nhận thức. Đấy là nói với nhau là những cái khóa trước đây là như vậy. Thế còn sau này khi mà hội em xem được trong 1 2 buổi mà đi học
apply đấy, thì là sẽ một trong những cái thuốc như vậy, trong những cái thuốc mà em sẽ học trong 1-2 buổi đấy, khi mà chúng ta được tập trung rồi. Thế còn về kê đơn thì kê những đơn nào? Kê một trong những các đơn mà cô giao bài tập về nhà ấy, chứ không phải là cái đơn tham khảo đằng sau quyển sách đâu nhá, mà trong những cái đơn tham khảo. Sẽ sau mỗi buổi học nó có bốn đơn mà các đơn của cô chữa đấy, làm bài tập về nhà ấy, thì một trong những cái đơn như vậy đấy, thì trong vòng 10 phút chúng ta sẽ vừa kê đơn vừa vừa nhận thức thuốc. Thế thì riêng cái phần thực hành thì sẽ phải điểm danh, thì các cô sẽ điểm danh các em, và nếu như bạn nào mà có việc bận hoặc vân vân cái gì đấy thì hoặc là đổi buổi thì phải nhắn với cô, nhắn với cái cô mà hôm nay mà em định nghỉ ấy. Đấy, hoặc là hôm trước em định nghỉ thì em xin phép cái cô đấy, và khi em học bù xong buổi khác thì em cũng phải xin cô đấy nhá. Xin các cô đấy đầy đủ như vậy. Nào mọi người có cái gì thắc mắc cần phải làm rõ không? Alo các bạn ơi. Cô ơi, nếu mà giả sử cái thực hành này thì học sẽ học mấy tuần liền thì lúc nào mà lên trường là mình sẽ chuyển sang học online luôn khi nào mà được cho phép. Giả sử mà khi mà nó chưa hết kết thúc môn nên là mình vẫn tiếp tục online cho đến kết thúc thực hành luôn ạ. Ừ, nếu mà chưa được chưa vẫn còn thế này thì vẫn phải online suốt thôi, online suốt xong rồi lại phải đợi đến khi nào hết dịch ổn ổn thôi, không phải hết nhưng ổn ổn dịch thì lại có 1-2 buổi apply rồi lại thi Dạ vâng. đấy, thế Vâng. thôi. Còn bây giờ ví dụ như là chắc là trong vòng tháng độ 2 tuần trở lại đây thì chắc là vẫn online thôi em ạ, để chấp nhận thôi. Dạ vâng. Vâng. Chấp nhận như vậy thôi. Cái lớp của em là lớp 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 A đúng không? Vâng, nó đang khoa A. Ừ, thì lớp B cũng thế. Dạ Lớp vâng. B là người ta cũng phải thế đấy. Lớp B người ta cũng phải online suốt đấy. Cả lý thuyết thực hành đấy. Chấp nhận Dạ đấy. vâng. Ừ, Vâng ơi, chúng cô có 93 bạn rồi, chúng mình sẽ bắt đầu đi cô. Không nói muộn quá. rồi. Đấy, mà nhắn ngắn gọn thôi. Cô thì thế này, bản thân cô là bác sĩ, thế cho nên là cô cũng có nhiều việc ý. Nên là có những một số buổi thì chúng ta phải học buổi tối nhá. Mọi người có làm học buổi tối được không? Không phải tất Dạ. cả buổi tối đâu, sẽ có một số buổi sẽ bị nhảy vào buổi tối. Dạ vâng, không sao đâu quận vì là tối thì thường các bạn một Vẫn hết được cái gì? không 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 có vấn đề gì đâu. Thế nội dung của bài ngày hôm nay đó là thuốc gây tê này, thuốc ăn thần gây ngủ chống co giật này, thuốc điều trị tâm thần này, và rượu đấy, và rượu rượu thì thực ra ở trong cái mảng dược lý thì nó rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà thực là có rất nhiều thứ phải trao đổi với mọi người về rượu, không đơn giản một tí nào. Thôi mình học thuốc tê trước nha. Này. Trước thì cái cách mà tiếp cận một cái thuốc nào đấy của chúng ta ấy, thì bao giờ chúng ta cũng sẽ nói về bệnh trước, à nói về bình thường, rồi sẽ nói về bệnh. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói về thuốc. Vì thuốc nó sẽ đánh vào quá trình sinh lý và bệnh lý của cơ thể, vậy thì mình phải xem cái bình thường, thông thường nhất đã, rồi cô sẽ nói về thuốc. Đấy là cái cách tiếp cận một cái nhóm thuốc mà chúng ta sẽ học, cũng và thông thường là mọi người cũng sẽ tiếp cận như vậy. Thế thì khi ở đây khi nói về thuốc gây tê thì cô cũng chưa nói gì đến thuốc gây tê cả, mà cô sẽ có vài cái slide lúc đầu ban đầu để cô nói về đau đó. Thì chúng ta phải phải khẳng định với nhau rằng là đau là một cái gì ạ? À, là một một trong những cảm giác của chúng ta, là cái cảm giác này là một cảm giác có lợi. Và khi mà đau thì nó sẽ báo hiệu cho cơ thể chúng ta biết rằng là báo hiệu chúng ta biết là cái vị trí đấy, cái khu vực đấy, hoặc là cái mô cái khu vực đấy nó có sự bất thường. Và cái cơ thể của anh cần phải chú ý đến cái vùng đấy, để anh có làm thế nào anh loại bỏ đi được cái cảm giác đau đấy.
Và làm chính vì vậy mà ở hầu hết ở trên chúng ta có nhìn thấy 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 cái mũi tên của cô không? Dạ khó cô, em nhìn sửa cô ạ. Cô tìm cái bút chỉ ở đâu? Thì cái vị trí của những cái thì chúng ta cảm giác được vì chúng ta có những cái receptor đau. Thì cái vị trí của những cái receptor đau này thì nằm ở da và các mô. Và ở cụ thể là ở những cái đầu cái receptor là ở ở đầu tự do của những dây thần kinh và chúng được phân bố rộng trên các lớp da nông của cơ thể này, niêm mạc và ở các mô bên trong cơ thể chúng ta như màng xương, thành động mạch, mặt khớp, màng não, lá thành và bao quanh các lá tạng và ngay cả đường dẫn mật chúng ta cũng có các receptor đau. Và cái gì, cái receptor này nó tiếp nhận cái gì? Nó là tiếp nhận những cái kích thích về cơ học, về nhiệt và kích thích về mặt hóa học. Đấy thì nó đấy là những cái receptor đau nó phản ứng với những kích thích như vậy. Thế thì chúng ta có những cái loại đường dẫn truyền nào thì chúng ta thấy rằng là người ta chia về mặt lâm sàng, người ta chia thành là cái cảm giác đau cấp và cảm giác đau mạn. Thế thì cái đau cấp này được truyền về cái sừng sau của tủy sống. Đấy, theo cái sợi lân đa có myelin với tốc độ là từ 6 đến 30 mét trên giây. Chúng ta thấy rằng cái tốc độ này đương nhiên là rất là nhanh rồi để cho làm cho cơ thể có phản ứng ngay và để loại bỏ, để báo hiệu ngay cho cơ thể khi làm cái vùng mô đấy có bất thường. Thế còn cảm giác đau mãn tính, đau dai dẳng, kéo dài đấy thì được truyền theo sợi C và sợi này không có myelin bọc. Tôi biết rằng là khi có myelin bao bọc thì nó sẽ xung động thần kinh được nhảy cóc vào các eo cho nên rất là nhanh rồi. Và cái sợi C là sợi không có myelin thì tốc độ dẫn truyền của nó là 0,5 cho đến 2 mét trên giây. Và đấy là cái người ta phân chia ấy, đường dẫn truyền cảm giác đau cấp và đau mạn nhá. Thế còn đây là những cái trung khu, đây là cái đường dẫn truyền đấy của cảm giác đau khi đi lên khi tủy sống và não. Tiếp tục, ta thấy rằng là trung tâm nhận thức cảm giác đau thì đường dẫn truyền cảm giác đau tận cùng của các cấu trúc lưới của thân não, trung tâm dưới vỏ như là nhân lá trong đồi thị đấy, vân vân ở vùng đỉnh, vùng trán và vỏ não. Và cấu trúc lưới và trung tâm dưới vỏ vừa có chức năng nhận thức đau và vừa tạo ra các đáp ứng về tâm lý khi đau, tức là nhăn nhó này, có khi chúng ta mất cảm giác đói này hoặc là thấy đau đau buồn, ta rất là chán trường khi mà bị đau như vậy, vân vân. Đây chúng ta nhìn có thể sơ bộ những cái cấu trúc, những cái đường dẫn truyền của cảm giác đau lên trên gì ạ, lên trên vỏ não. Thế còn đây là bây giờ mình sẽ quan tâm tới cái phản xạ đau. Cái phản xạ đau thì chúng ta có phản xạ đa synap và đơn synap. Thì mình hãy xem một cái phản xạ, một cung phản xạ đầy đủ đi, một cung phản xạ đầy đủ. Ví dụ thế này, ở một tay của một người thì ở vùng da ở dưới này thì nó có những cái receptor, những cái đĩa Mickey, nó cảm giác về 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 trong đó có cảm giác về nhiệt độ. Thì khi người ta hơ tay lên trên cái ngọn lửa và cái nhiệt độ nó trên 40 trên 70 độ C là bắt đầu là có tổn thương mô thực sự, thì lúc này là sẽ có cảm giác bị đau, như đau đau bỏng rát. Thì cái xung động này đi theo dây thần kinh hướng tâm bắt đầu đi về gì ạ? Đi về sừng sừng trước hay sừng sau đây? Cả lớp. Đây là sừng trước hay sừng sau đây? Đi về tủy sống, về xem lại nha, đi về tủy sống này, sau đó thì ở tủy sống thì nó sẽ phân tích này. Thế sau đó nó sẽ có cái xung động thần kinh theo dây thần kinh ly tâm. Đúng không ạ? Nào, lại đi xuống cái tay này. Ở đây nó tác động vào cái cơ gì nhỉ? Cơ nhị đầu đúng không? Xem cậu Vâng. nhá. Cơ nhị đầu cánh tay, sau đó thì gập cánh tay lại. Thì đây người ta được gọi là một cung phản xạ đầy đủ. Một cung phản xạ đầy đủ. Thế bây giờ
Vì một lý do nào đấy mà tôi muốn cho bệnh nhân mất cái cảm giác đau trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ bệnh nhân bị tổn thương ở một cái ở cái tay này chẳng hạn, tôi cần là phải rửa vết thương này, cắt lọc tổ chức da hoại tử vân vân, hoặc là khâu rửa cái vết tay ở cái tay này lại, thì tôi muốn sẽ cho bệnh nhân mất cảm giác tạm thời, thì lúc này tôi phải trừ cảm giác đau đi, tôi làm mất cái cảm giác đau ấy đi, thì người ta sẽ sử dụng thuốc vậy ạ, thuốc gây tê. Ừ. Thế thì cái lúc này thì định nghĩa cũng như cái tiêu chuẩn của thuốc gây tê đó là gì? Thuốc gây tê phải là một cái thuốc làm mất cảm giác. Ở đây sẽ nói về cảm giác đau và nhiệt độ ở một vùng của cơ thể, và ở một vùng cơ thể tại cái nơi dùng thuốc, và trong khi đó chức năng vận động không bị ảnh hưởng, và đặc biệt là cái ý thức của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Và tiêu chuẩn của một thuốc gây tốt, thuốc gây tê tốt đó là sẽ ngăn cản hoàn toàn và đặc hiệu sự dẫn truyền cảm giác. Và sau tác dụng của thuốc thì chức vận thần kinh thì phải được hồi phục hoàn toàn, và thời gian khỏi tê thì ngắn, thời gian tác dụng thích hợp vì và thông thường thì trong khoảng 60 phút thôi. Tức là cái thời gian gây tê trong khoảng 60 phút thôi, không động và không gây kích ứng mô, không gây dị ứng. Thực ra đây là cái tiêu chuẩn thôi. Chứ còn đã là thuốc rồi thì cái gì cũng có khả năng gây dị ứng cả. Tan trong nước, vững bền ở nhiệt, ở cái dạng dung dịch khử khuẩn xong thì vẫn còn hoạt tính. Bây giờ chúng ta cùng xem cái ở trên cái slide hình dạng cho cô. Vậy thì bây giờ muốn có được một cái tiêu chuẩn của một thuốc gây tê như vậy thì thuốc gây tê cần phải có cơ chế như thế nào? Nó đánh vào cái cung phản xạ ra sao? Có nghĩa là bây giờ tất toàn bộ tôi biết rằng là cái dẫn truyền xung động cảm giác đau đấy nó phải truyền được truyền về tủy sống đúng không? Vậy chúng ta làm cách nào? Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái hình này, cái này hình có trong sách hay sao? Đấy, đây là một cái phần của màng tế bào. Đây là ngoài màng này. Đây là màng. Đây là trong tế bào. Thì đây là ký hiệu của các kênh ra vào của kali, của natri. Đấy thì ta biết rằng là cái động lực của ra vào của những cái luồng ion này đó chính là hiệu điện thế. Hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng tế bào, đây là 0 mV và âm 90 mV. Thế thì khi mà ở cái mô đấy của chúng ta, ở bản thân cái tế bào đấy nó bị gì ạ? Nó bị kích thích bởi đau, bởi nhiệt độ hoặc bị tổn thương gì đấy, thì lúc này cái xung động thần kinh sẽ được dẫn truyền. Thế thần kinh sẽ được dẫn truyền. Tôi chưa nói gì đến thuốc nhá, dẫn truyền. Thế thì khi nó xung động thần kinh dẫn truyền như vậy thì lúc này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tác động vào là mở gì ạ? Mở kênh natri, làm cho cái luồng natri đi từ ồ ạt, đi từ ngoài vào trong. Đi từ ngoài ngoài vào trong, làm thay đổi hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng, giữa trong và ngoài màng tế bào. Đúng không? Đấy. Và làm cho tế bào gì ạ? Tế bào gì đây? Tế bào khử cực được. Thế thì bây giờ tôi không muốn cho cái xung động thần kinh được dẫn truyền. Tôi không muốn các xung động thần kinh này được 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 tiếp tục dẫn truyền lên tủy sống nữa. Thì tôi sẽ sử dụng bằng cách là gì ạ? Tôi không cho cái sự chênh lệch thay đổi giữa ion giữa trong và ngoài màng tế bào nữa, thì bằng cách là tôi sử dụng thuốc gây tê. Thì lúc này người ta sử dụng thuốc gây tê, thì cái thuốc này ấy, thuốc gây tê của chúng ta phải làm sao ạ? Phải khóa được cái kênh natri này lại. Khi khóa khóa cái kênh natri này lại thì làm cho gì ạ? Natri cũng không đi đi vào được. Không đi vào được, không đi vào từ ngoài vào trong tế bào được, và làm cho tế bào này không gì ạ? Không khử cực được. Đấy, không khử cực được. Và lúc này xung động thần kinh bệnh nhân có đau này hoặc có vân vân cái gì, thì khi xung động thần kinh nó dẫn truyền qua qua cái neuron thần kinh này thì nó không thể dẫn truyền được. Đấy, vì là cái kênh cái natri này không đi được từ ngoài vào trong tế bào, vì chúng ta đã khóa mất cái kênh gì ạ? Cái kênh natri này rồi. Thế làm thế nào mà khóa được cái kênh natri này được? Cái thuốc của chúng ta làm thế nào mà lại khóa được? Thì các bạn nhìn lên cái slide tiếp theo. Đây là màng tế bào. Đây là cái kênh đây là cái kênh natri nhá. Đấy, thì đây là thuốc. Đây là thuốc, thuốc tê ở dạng tự do. Thì khi này thuốc tê nó mới đi qua màng tế bào. Nó đi qua màng tế bào. Đấy, nó đi qua màng tế bào và nó sẽ liên kết, hoặc là nó sẽ làm gì ạ?
nó đến, nó sẽ làm gắn vào cái kênh natri, nó cụ thể nó làm không cho cái sự thay đổi về mặt hình thái của protein ở màng tế bào, cụ thể là ở cái kênh natri, và làm cho cái kênh này nó không mở và natri không đi được từ ngoài vào trong tế bào. Cho nên là người ta nói rằng cái thuốc gây tê này còn có một cái tác dụng nữa là ổn định màng tế bào, nó không cho mở kênh natri và natri không đi từ ngoài vào trong, thì cũng có nghĩa là tế bào này gì ạ, không khử cực được. Và chính vì thế mà xung quanh thần kinh không được tiếp tục dẫn truyền lên khu vực trung tâm, không được dẫn truyền từ ngoại vi về về trung tâm thì đúng hơn. Đây chúng ta xem các thuốc gây tê tổng hợp thì làm giảm tính thấm của màng tế bào với natri do gắn vào các receptor của kênh natri ở mặt trong màng tế bào và ngăn cản natri đi từ ngoài vào trong tế bào và làm cho tế bào không khử cực được. Chính vì vậy mà nó làm giảm tần số phóng xung tác của các sợi cảm giác và đồng thời làm giảm dẫn truyền xung động thần kinh từ ngoại vi về trung ương. Đấy. Thế với cái cơ chế như vậy thì khi sử dụng thuốc gây tê trên lâm sàng là chúng ta có những cái tác dụng gì? Thứ nhất, tác dụng tại chỗ là thuốc tác dụng trên tất cả các sợi thần kinh trung ương từ cảm giác này rồi đến vận động và thần kinh thực vật và lần lượt là từ sợi bé đến sợi to tùy theo nồng độ của thuốc. Và thứ tự nếu chúng ta sử dụng thuốc thì thứ tự mất cảm giác sẽ là cảm giác đau này, mất trước này, đau nóng lạnh, xúc giác thô sơ rồi cảm giác sâu vân vân. Và khi mà chúng ta khi bệnh nhân thải trừ thuốc ra thì lần lượt những cái cảm giác lại theo thứ tự lại trở dần về với bệnh nhân. Và tiếp theo có tác dụng toàn thân đó là ức chế thần kinh trung ương. Cái thuốc này ức chế thần kinh trung ương xuất hiện sớm nhất và tại cái trung tâm ức chế gây ra các dấu hiệu kích thích và ức chế thần kinh cơ gây suy nhược cơ và liệt hô hấp. Thế thì tại sao chúng ta lại có cái tác dụng này nhỉ? Mà cô vừa nói rằng là thuốc gây tê chỉ có tác dụng tại chỗ thôi. Đó chính là gì? Nếu như chúng ta sử dụng liều độc. Nó sử dụng liều độc thì không những nó chỉ tác dụng ở khu vực gì ạ, à, tủy sống, nó còn khu vực hành não rồi dưới vỏ rồi dần dần đi lên gì ạ? Là khu vực đại não. Ở trên tim mạch thì do làm ổn định màng tế bào. Nên thuốc gây tê làm giảm tính kích thích, giảm tính dẫn truyền và làm giảm sự công sức co bóp của cơ tim. Thế cho nên là người ta nói rằng là cái thuốc gây tê này ngoài cái tác dụng tại chỗ là giảm đau ra thì ở một số chế phẩm khác thì nó còn được dùng làm đường gì ạ? Đường uống nhá. À, để làm gì ạ? Trong những trường hợp mà bệnh nhân đang bị loạn nhịp rung thất. Đấy. Loạn nhịp rung thất thì làm giảm bớt cái tính kích thích của tế bào cơ tim đối với những cái xung động thần kinh nó được phát ra từ các xoang hoặc là từ phát ra từ các nút à, phát ra từ nút xoang và được hoặc là phát ra hoặc là được truyền qua các nút nhĩ thất ấy, vân vân, thì nó làm giảm bớt kích thích từ những cái xung đấy xuống. Tác dụng không mong muốn và độc tính của cái thuốc những cái thuốc gây tê đó là biểu hiện về mặt thần kinh. Thì vì mặt thần kinh thì bệnh nhân buồn nôn, mất định hướng, động tác rung giật, liệt hô hấp. Nếu hoặc nếu mất tim mạch thì có thể là rối loạn nhịp thất hoặc là block nhịp thất. Thế nhưng mà chúng ta phải 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 đợi cô tí nhé. Mẹ ơi. Nhưng mà đây cái này cái, những cái biểu hiện mà cô vừa nói mọi người là gặp ở liều cao nhé, cái liều gây độc ấy, gây hạ huyết áp hoặc ngừng hô hấp do gây tê tủy sống, tổn thương thần kinh. Khi này cái này đó là gì? Trong cái thuốc gây tê thì có một con đường, có một cái cách người ta sử dụng thuốc gây tê đó là người ta gây tê tủy sống ấy, thì người ta tiêm vào cái L5. Thì cái này thì mọi người hay gặp nhất là biết đâu không ạ? Đó chính là bệnh nhân mổ lấy thai. Người ta dùng như vậy. Thì người ta nói rằng là nếu như mình quá sử dụng thuốc gây tê mà tủy sống mà quá liều như vậy thì rất dễ gây hạ huyết áp và ngừng hô hấp do là gây tê tủy sống hoặc là tổn thương thần kinh do
kim tiêm đâm phải hoặc là do thuốc chèn ép. Có nghĩa là thì đó là nếu mà tiêm với cái tốc độ nhanh quá hoặc là cái thể tích nó lớn ấy, thì có thể chèn ép vào cái tủy sống thì có thể biến chứng như vậy. À, và đương nhiên rồi, đã là thuốc thì cái nào nó cũng có nguy cơ, đó chính là gây ra dị ứng. Đấy, gây ra dị ứng. Thế thì mọi người học cái bài sau này mọi người học, học bây giờ mọi người I3, mọi người học I6 ấy, thì mọi người sẽ tiếp cận với một cái môn đó là môn hồi sức cấp cứu. Đấy, hoặc là chống độc đấy, thì sẽ có một cái đó là chúng ta phải phân biệt giữa ngộ độc thuốc gây tê và dị ứng thuốc gây tê, vì cả hai đều gây tụt huyết áp, đều và vì cả hai đều gây tụt huyết áp, rồi nó biểu hiện nó giống như là một cái sốc phản vệ, giống như là cái sốc phản vệ. Thế nhưng mà cái xử lý của hai cái khác nhau, như ngộ độc thuốc gây tê này người ta sẽ sử dụng đó là người ta truyền cái lipofundin, tức là người ta sẽ cho cái thằng gây tê nó gắn vào đấy, nó gắn vào những cái lipofundin đấy để nó giảm bớt cái lượng thuốc gây tê đi trong máu. Đấy, còn đương nhiên điều trị bệnh nhân sốc phản vệ thì người ta phải gì ạ? Người ta phải dùng corticoid và adrenaline rồi. Thế nhưng mà người ta tóm lại là trong cái lúc mà chỉ tích tắc vài phút như vậy thôi thì mình chẳng biết là do quá liều hay ngộ độc mà mình chưa tách biệt được ấy, thì có thể người ta cho phép là dùng cả hai. Tiếp tục sang phần tiếp theo đó là dược động học. Thì các thuốc gây tê đều là các bazơ yếu, ít tan trong nước và không thấm qua da lành nếu như chúng ta sử dụng. Tức là ngoài ra những cái này nó chỉ là ở một số thuốc gây tê thôi, nhưng mà cái thằng thuốc lidocaine thì có thể là gì ạ? À, có thể là thấm được qua da. Và thuốc gây tê tổng hợp thì khó thấm qua niêm mạc. Ngoài ra người ta thấy rằng là những cái thuốc gây tê mà cô đang nói đấy thì nó có thể tương tác với một số thuốc, ví dụ như với adrenaline. Thì adrenaline thì mọi người đã được gặp nói ở trong cái bài thần kinh thực vật rồi đúng không ạ? Nó là chất chúng ta nó học của hệ nào nhỉ? Hello? Chất chúng ta nó học của hệ nào? Hệ adrenergic của ạ. Ừ, hệ adrenergic đúng không? Cái thuốc này nó làm, và tác một trong những tác dụng thuốc này nó làm co mạch. Tại sao nó co mạch? Vì nó tác động vào alpha 1 đúng không, gây ra co mạch. Thì tôi biết rằng là khi người ta trộn, người ta sẽ có cái kiểu là người ta sẽ trộn adrenaline với thuốc gây tê, người ta trộn adrenaline với thuốc gây tê thì khi mà trộn như vậy thì người ta tiêm thuốc gây tê là người ta sử dụng tại chỗ, là người ta sẽ tiêm, người ta nhấc cái da của bệnh nhân lên, sau đó người ta tiêm vào cái tổ chức dưới da ấy. Thì có nghĩa là mình đang tiêm vào mô liên kết. Thế tôi thấy rằng là nếu thuốc gây tê ở mô liên kết, sau đó nó ngấm vào, nó thấm vào các gì ạ? À, các tác dụng với các đầu mút dây thần kinh. Thế xong rồi mình phải nghĩ xem là à, nó tác dụng mà đầu mút dây thần kinh xong rồi thì nó đi đâu? Nó cứ nằm ở một chỗ đấy à? Mà trong khi đó 60 phút sau là nó mất tác dụng rồi. Vậy thì nó đi đâu? Thế thì những cái thuốc gây tê đấy nó sẽ lại gì ạ? À, nó lại thấm vào các mao mạch. Các mao mạch ở cái mô liên kết đấy, rồi nó đi vào các mao mạch, rồi từ mao mạch đấy vào hệ thống tĩnh mạch. Rồi sau đó thì anh lại trở về vòng tuần hoàn, anh đi qua gan, rồi khi gan oxy hóa khử nó thì nó sẽ mất tác dụng. Thế thì khi tôi phối hợp, tôi trộn cái thuốc gây tê đấy với adrenaline thì tôi sẽ được cái lợi ích gì? Thứ nhất là cái adrenaline này nó sẽ làm co mạch. Và khi mà nó làm co mạch lại như vậy thì cái khả năng thấm của cái thuốc gây tê này vào các mạch máu là ít hơn, là chậm hơn. Rồi cũng sẽ thấm hết nhưng nó sẽ chậm hơn. Như vậy có phải kéo dài hơn gây tê không? Đấy là một cái lợi ích. Cái lợi ích thứ hai là khi anh vào máu chậm như vậy thì có nghĩa là cái lượng thuốc glucagon này nó vào trong máu ít thôi, nó vào kéo dài, nó trải rộng ra thì nó hạn chế được cái tác dụng toàn thân
nó hạn chế được cái tình trạng cái khả năng là ngộ độc thuốc gây tê. Cái lợi ích thứ ba nữa là khi tôi phối hợp với Aren thì nó gây co mạch. Co mạch thì nó sẽ làm giảm cái sự chảy máu đi. Ví dụ bệnh nhân khi mà bị tổn thương cái mô ở chẳng hạn thì khi nó co mạch như vậy thì nó sẽ gì ạ? Nó giảm bớt cái tình trạng dậy chảy máu hơn. Đấy thì đấy là ba cái lợi ích khi mà tôi phối hợp lidocaine với arginine. À, người ta có thể phối hợp với thuốc giảm đau loại morphine với thuốc an thần để làm tăng tác dụng của thuốc gây tê. Tại vì sao? Vì là thường là cái morphine là giảm đau trung ương, nó sẽ đánh vào những cái receptor mi-kappa ở trên não. Thế còn thằng này thì nó lại gì ạ? À? Nó sẽ hạn chế cái tần số phóng xung tác về trung ương. Thì anh là cơ chế khác nhau, một thằng ngoại biên một thằng trung ương, thì tôi sẽ được quyền là phối hợp với nhau và làm tăng tác dụng của thuốc gây tê lên. Thế còn thuốc an thần thì nó sẽ làm gì ạ? À, nó sẽ làm giảm bớt cái sự kích thích của cái hệ thống thần kinh trung ương đối với những cái tín hiệu đau từ 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 ngoại vi truyền về. Các thuốc làm tăng độc tính của thuốc gây tê đó là quinin, thuốc phong tỏa beta adrenergic, nó làm cho rối loạn dẫn truyền thần kinh trong trong tim. Bây giờ thì áp dụng lâm sàng thì thuốc gây tê người ta được được sử dụng như thế nào ạ? Người ta sử dụng theo đường gây tê. Đó là nếu như chúng ta sử dụng gây tê bề mặt, đó là gì ạ? À, người ta tẩm một cái bông ấy, rồi người ta bôi hoặc là người ta thấm tại chỗ. Thì với dung dịch là 0,4 cho đến 4%. Thì nó có một cái đó là bạn nào mà phun mày, phun môi hoặc là săn ấy, thì người ta có thể sử dụng thuốc gây tê. Người ta gì ạ? À, người ta thấm, người ta đắp đắp lên cái vùng mà cần 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 phun, cần xăm ấy, người ta sẽ dùng như vậy. Thế còn trong trong đấy là trong thẩm mỹ. Thế còn trong 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 cái chỉ định chính của nó, đó là trường hợp bệnh nhân bị viêm miệng, viêm họng, viêm miệng, viêm họng lại dùng cái này, trong khi đó anh chả anh chả có tính sát khuẩn gì cả, đúng không? Lại dùng. Thế thì cái trong đây là cô lôi toàn bộ trong sách ra đấy nhá. Nhưng mà cái này thì cũng đúng thôi, nhưng cần phải giải thích thêm. Ví dụ như thế này, viêm viêm miệng, viêm họng như thế này. Thứ nhất, một bệnh nhân mà người ta bị ung thư vòm họng chẳng hạn, ung thư vòm họng. Người ta bị ung thư vòm họng, sau đó thì người ta chạy, người ta chiếu xạ thì nó bị loét hết cái khu vực hầu họng phía trong. Thì khi loét như vậy thì nó kích thích, nó đau, ăn nó rát này, rồi nó đặc biệt là ho. Và ho thì có nghĩa là anh co thắt các cơ khu vực hầu họng rồi nắp thanh môn, thì khi ho nhiều còn chảy máu càng đau hơn. Đấy. Cho nên là người ta sẽ có thể người ta sẽ chạy khí dung. Người ta chạy khí dung với thuốc chống viêm. Rồi ra chạy khí dung với kháng sinh, và người ta sẽ cho thêm thằng thuốc gây tê này vào. Thì mặc dù là anh thời gian tác dụng của anh ngắn thôi, nhưng sẽ làm cho bệnh nhân hết qua được cái cơn kích thích, qua được cái cơn ho đấy đi. Đấy. Đấy, người ta sẽ chạy khí dung cho bệnh nhân hít như vậy, hoặc người ta dùng dạng xỉ. Hoặc trường hợp là kích thích quá người ta sẽ dùng. Hoặc là ví dụ như là chuẩn bị là nội soi dạ dày này, hoặc là nội soi tai mũi họng, thì người ta cũng phải xịt vào chứ. Giờ xịt cái thuốc gây tê vào khu vực hầu họng chứ, để làm gì ạ? Để làm giảm bớt cái tính kích thích, vì chúng ta có gì ạ? Vì làm bớt cái hội chứng xâm nhập đi, hội chứng co thắt đi. Hoặc là ta sử dụng trong nhãn khoa. Người ta sử dụng trong nhãn khoa cũng như là dùng để can thiệp những cái thủ thuật này đấy, hoặc là soi đáy mắt vân vân. Đấy là cái gây tê bề mặt, hoặc bôi đấy. Thứ hai là gây tê tiêm ngấm, là người ta tiêm thuốc dưới da để thuốc ngấm được vào tận cùng dây thần kinh, thì dung dịch của nó khoảng 0,1 đến 1%. Thế còn gây tê dẫn truyền là người ta tiêm thuốc vào cạnh đường thôi nhé, không phải tiêm vào thần kinh đâu, cạnh đường dẫn truyền của thần kinh, thì thường là gây tê ngoại biên, gây tê ngoài màng cứng hoặc gây tê tủy sống. Thì chỉ định khi bệnh nhân gì ạ? Phẫu thuật
trong sản phụ khoa này, hoặc một số trường hợp là giảm đau vân vân đấy, người ta dùng. Một số chỉ định khác vì nó làm ổn định màng tế bào, có thể điều trị chữa loạn nhịp tim. Đây ạ, chúng ta sẽ có những loại thuốc gây tê như sau, nó chia thành nhóm este, nhóm amide. Este là procaine, benzocaine, butamen fixat, chloroprocaine, cocaine, tetracaine. Nhóm amide là lidocaine, bupivacaine. Đây chúng ta đến một cái thuốc đầu tiên, đó là procaine. Thuốc này được tổng hợp từ năm 1905, là thuốc tê trong, đây là một thuốc gây tê trong cấu trúc có đường nối este. Thuốc này tan được trong nước. Tác dụng gây tê thì kém cocaine 4 lần nhưng mà ít độc hơn. Thuốc này không thấm qua được niêm mạc. Nó cũng không thấm được qua da. Và nếu như dùng toàn thân thì có thể làm giãn mạch và hạ huyết áp. Và khi gây tê thì thường phải phối hợp với arginine. Dùng ngoài cái thuốc này vì là không thấm được qua da và niêm mạc nên chỉ được dùng để gây tê dẫn truyền thôi. Đấy, dung dịch từ 1 cho đến 2%. Đây là một cái ống tiêm. Nó chỉ có hai dạng thuốc là dạng 1% và dạng 2%. Đây là dạng nó còn có một cái tên nữa là procaine hoặc là novocaine thì cũng chính là một nhá. Cái chữ RX là thuốc kê theo đơn này. Cái nồng độ của nó là 1%, đây là cái ống tiêm. Ta sang cái thuốc thứ hai, đó là thằng lidocaine. Lidocaine này thì được tổng hợp từ năm 1948. Và thực sự ra là thuốc này là hiện nay người ta dùng gì ạ? Người ta được dùng rất là rộng rãi. Tác dụng của nó thì mạnh hơn thằng procaine kia 3 lần, nhưng mà độc hơn 2 lần. Tác dụng nhanh và kéo dài hơn so với procaine. Thời gian tác dụng thì trung bình. Và thằng này thì vừa được gây tê bề mặt, tức là người ta dùng để bôi lên trên da, bôi lên trên mạc đều được, và vừa dùng để gì ạ, để gây tê dẫn truyền đấy. Và đây người ta cũng sẽ được dùng, nó cũng được chỉ định là thuốc chống loạn nhịp tim đấy, nó có những cái tác dụng như vậy. Thế thì nếu như chúng ta sử dụng cái thuốc này quá liều thì sẽ xảy ra một cái tình trạng như thế nào đấy? Độc tính, đó là lo âu, vật vã, buồn nôn, nhức đầu, run này, co giật, trầm cảm, ức chế thần kinh trung ương, thở nhanh, rồi khó thở và có thể dẫn tới ngừng hô hấp. Về tim mạch thì tim đập nhanh này, tăng huyết áp, sau đó là biểu hiện ức chế tim đập chậm và hạ huyết áp. Đấy là độc tính của nó thôi nếu chúng ta dùng quá liều đấy. Ống tiêm 1 ml thì dung dịch còn hai dạng, đó là 1% và 2%. Ngoài ra thì nó còn có đường gì ạ? Đường uống. Thì cái đường uống này thì được cái đường uống này, dạng thuốc ấy, thì đường uống này thì được dùng cho điều trị toàn thân. Điều trị toàn thân đó là điều trị về tim mạch. Người ta sẽ chỉ định còn cho nó được gây tê tại chỗ, gây tê ngoại vi, gây tê hạch sau cảm, gây tê ngoài màng cứng, gây tê khoang cùng, gây tê tủy sống. Và đối có thể dùng đường tiêm được cấp cứu nhịp nhanh sau nhồi máu cơ tim, hoặc là bệnh nhân bị ngoại tâm thu, hoặc là điều trị rung thất đấy, hoặc là nhịp nhanh thì đều dùng. Đây là một những cái dạng của lidocaine. Đây chúng ta có một cái dạng này là dạng ren đấy, bôi đấy. Silocaine là biệt dược, còn tên gốc của nó là lidocaine. Dạng là 2% thì cái này người ta dùng để bôi, của hãng AstraZeneca. Thì cái này sẽ bôi vào cái vùng da hoặc là vùng niêm mạc mà chúng ta cần nó gây tê, nó sử dụng cái tuýp như vậy đấy. Thế còn cái dạng đây là cái thuốc, cái lidocaine 10% thì người ta dùng dạng xịt, ví dụ như là tôi cần là xịt vào họng hoặc là xịt vào mắt bệnh nhân để tôi làm các thủ thuật đấy. Tôi sử dụng đường xịt này. Thế đây là còn lidocaine 1%. Đây là tiêm bắp này, hoặc là tiêm dạng tiêm tiêm ven. Đấy.
thì người ta sẽ sử dụng cái dạng này. Cả lớp ấy, cô xin 5 phút nhá. Cả lớp nhá. Cô có việc một tí nhá. Em thấy gì không? Có ạ. Thế còn những cái thuốc tê còn lại thì về chúng ta đọc, chúng tham khảo. Chúng ta sang cái bài mới, đó là bài thuốc giảm đau. Thì cái bài này là có trong cái kê đơn của mọi người đấy. Cô xem nào, cái thuốc giảm đau. À quên, thuốc ăn thần đi ngủ. Nói chung mà dạy những cái bài này chán lắm. Cũng thực ra là cũng rất buồn ngủ mọi người ạ. À. Học xong bài này không uống thuốc mà cũng buồn ngủ lắm. Cô sẽ nói một số những cái vấn đề cơ bản của cái nhóm thuốc này thôi. Nhưng chúng ta đến với những cái khái niệm người ta phân loại trong cái nhóm thuốc an tâm thần. Các thuốc an tâm thần thì có tác dụng làm giảm hoạt động tâm thần. Tất cả những cái thuốc đấy là như vậy. Và người ta dựa vào cái mức độ làm giảm hoạt động tâm thần đấy để chia thành ba nhóm. Thứ nhất là thuốc làm giảm tỉnh táo, làm giảm sự tỉnh táo và gây ngủ, và đại diện cho nó là barbiturat. Cái thuốc an thần chủ yếu hay cái thuốc an thần kinh mà người ta hay dùng cái loại đó là clozapine. Thuốc an thần thứ yếu hay còn gọi là thuốc bình thần, chúng ta có hai nhóm, nhóm benzodiazepine và nhóm meprobamate. Đầu tiên là nhóm an thần gây ngủ. An thần là gì? Đến với cái khái niệm an thần là làm giảm lo lắng và bồn chồn. Chúng ta sử dụng thuốc an thần này thì không phải là để cho chúng ta ngủ đâu. Có thể là khi mà bị kích thích này quá mức làm cho mình gì ạ? Khó mình ăn cũng giống như cái việc chúng ta chuẩn bị thi ấy. Ví dụ như là 2 giờ chiều, 2 giờ mới thi cơ. Thế nhưng trưa hôm đấy là ăn không thấy ngon thì bảo là ngủ đi xong mà độ khoảng nửa tiếng hoặc 1 tiếng rồi đi học, nhưng mà khó mà ngủ được. Bồn chồn lo lắng đấy. Thì nếu chúng ta sử dụng thuốc an thần thì nó có thể làm giảm lo lắng và giảm bồn chồn. Đây là cái tình trạng như vậy thôi nhá. Còn bây giờ bảo bạn nào dùng thuốc an thần đi để tí đi thi, nhỡ là chỉ sợ là ngủ quên mất ấy. Cái ngủ quên này không phải do thuốc làm cho chúng ta buồn ngủ, mà nó làm dịu cái thần kinh đi. Còn thuốc gây ngủ, đó là uống vào thì chắc chắn chúng ta sẽ ngủ. Thì với cái liều như vậy thì nó tạo ra cái trạng thái buồn ngủ. Và cái thuốc ngủ nào càng tốt thì nó càng làm cho giấc ngủ của chúng ta nó càng giống với giấc ngủ sinh lý. Một cái giấc ngủ sinh lý là anh phải ngủ sâu, và cái ngủ sâu này thì trong quá trình ngủ người ta đo điện não đồ, nó phải ít những cái đỉnh. Cái đỉnh thì những cái biểu hiện là anh có những cái đỉnh rất nhiều trong khi ngủ, có nghĩa là một số trung tâm trong não của anh nó vẫn còn thức. Và người ta dựa vào cái liều, tức cái trạng thái an thần gây ngủ và gây mê hôn mê này này, ngoài cái việc phụ thuộc vào thuốc, nó còn phụ thuộc vào liều lượng khi đưa vào trong cơ thể. Liều thấp thì có tác dụng an thần. Liều thấp thì có tác dụng an thần. Liều điều trị có tác dụng gây ngủ. Liều cao có tác dụng là gây mê. Đấy, liều độc thì có tác dụng hôn mê và có thể dẫn tới tử vong. Thì từ cái tình trạng hôn mê này mà muốn trở về cái tác dụng, muốn trở về an thần thì anh phải cho bệnh nhân đào thải dần. Đấy, phải trải qua các trạng thái rồi sau đó đến an thần, rồi sau đó bệnh nhân mới tỉnh táo được.
Thế thì phân loại những cái thuốc an thần gây ngủ này thì người ta dựa vào cái nhóm hoạt chất, nó chia thành những loại sau đây. Thứ nhất là dẫn xuất của axit barbituric là phenobarbital, thiobental. Dẫn xuất của thuốc benzodiazepine đại diện là diazepam và lorazepam. Em với cô là em à em với cô là cô chưa sâu slide ạ. Ô chưa xong slide à? Ô rồi. Vâng ạ. Cô ấy rồi đấy, chắc lại phải làm ta nhìn thấy chưa? Thấy rồi cô ạ. Rồi rồi rồi. Cho đi cả lớp nhé. Nếu chưa thấy cực slide là nhớ nhắc cô nhé. Đấy, cô nói lại này, những cái phân loại, nó phân loại của thuốc an thần gây ngủ nó dựa vào cái chất hoạt chất nhóm hóa học, nó chia thành ba loại. Dẫn xuất của axit barbituric đại diện là phenobarbital, thiobental. Dẫn xuất của benzodiazepine là diazepam, lorazepam. Dẫn xuất một số dẫn xuất khác là buspirone và zolpidem. Ta xem tìm hiểu dẫn xuất đầu tiên là dẫn xuất của benzodiazepine trước. Các thuốc an thần chủ yếu trong trong cái dẫn xuất của benzodiazepine này, người ta dựa vào lâm sàng, người ta chia thành hai loại, đó thuốc an thần chủ yếu và thuốc thuốc chủ yếu dùng mục đích an thần ấy, và các thuốc chủ giảm yếu đi. dùng để gây gì ạ? Gây Nông ngủ. ra bây giờ một chậu sô cô la luôn đấy anh chị. Bạn nào tắt mic đi nhá. Thuốc an thần chủ yếu của chúng ta này: diazepam, apazolam, lorazepam. Thuốc chủ yếu dùng để gây ngủ: astazolam, fluazepam, chiazolam. Thế nhưng khi chúng ta tìm hiểu sâu vào bài, ta sẽ thấy rằng là ngay cả thằng diazepam này, liều lượng của nó giống như cái lần đầu cái hình này cô nói với mọi chị người. Cái tính có gì chị nói chuyện với em ấy, tại chị đang nói. Đây, nó phụ thuộc vào liều. Cái diazepam này với liều thấp mình có thể dùng để an thần, mình có thể cho dùng tác dụng gây ngủ hoặc là có dùng gây mê. Cho nên là thông dụng nhất là người ta dùng cái diazepam này vừa có dụng an thần để vừa gây ngủ và vừa để gì ạ, có thể tiến mê. Đây mình sẽ nói về cái cơ chế tại sao mà ta phải sử dụng diazepam để có thể gây ngủ được, cái cơ chế nào dẫn tới gây ngủ. Thì ở đây người ta có cái ký hiệu này, benzodiazepine, ký hiệu là BZD, thần kinh trung ương. Đấy, cùng xem cái này có cái hình này có trong cái slide, trong cái slide của mọi người. Thì bình thường đó, tôi chưa nói gì đến thuốc. Thì cũng đây là màng tế bào. Màng tế bào này, đây là GABA. Các biết rằng là GABA nó có vai trò rất lớn trong cái trong trong cái an thần gây ngủ của chúng ta. Và một số các thực phẩm chức năng ấy mà người ta để cho các bệnh nhân dễ dàng được vào giấc ngủ là người ta cũng cung cấp cái GABA cho bệnh nhân. Cái GABA cho bệnh nhân. Thế thì bình thường, đây là một cái protein nội sinh. Đây là một cái protein nội sinh. Bình thường khi chúng ta đến giờ đi ngủ rồi ấy, đấy, tầm 9, 10 giờ, 11 giờ ấy, đêm ấy, để chúng ta đi ngủ. Thì trùng với cái nhịp sinh học, thì cái protein nó gắn vào vị trí của nó. Khi nó gắn vào vị trí của nó như vậy, thì nó cho phép thằng GABA được gắn vào cái vị trí của nó trên màng tế bào thần kinh trung ương ở trên vỏ não. Và lúc này các tế bào thần kinh ở đây sẽ không được khử cực nữa. Đấy. Vì các kênh clo này sẽ đóng lại. Các kênh clo sẽ đóng lại. Nha. Thế thì bây giờ xin lỗi mọi người. Khi cái protein gắn vào sẽ không cho phép thằng GABA. Không cho phép thằng GABA gắn vào. Và không cho phép thằng GABA gắn vào thì cái kênh clo này sẽ bị gì ạ? Nó sẽ không hoạt động và clo không đi được từ ngoài vào trong tế bào. Thế thì bây giờ tôi sử dụng thuốc. Tôi sử dụng thuốc để tôi
đánh gì ạ? Tôi chiếm cái vị trí của thằng protein nội sinh trong cơ thể chúng ta. Thế thì khi cái thằng protein nội sinh này nó bị đánh bắt ra, thì cái thuốc benzodiazepine của chúng ta này, đấy chính là cái thuốc này, benzodiazepine được gắn vào, thì lúc này nó cho phép thằng GABA gắn vào vị trí của nó. Đấy. Và cái kênh, tức là làm thay đổi về mặt hình thái của các kênh clo có ở trên màng tế bào thần kinh, thì lúc này làm cho clo đi được từ ngoài vào trong tế bào, kênh clo này mở ra. Đấy. Và nó gây ra tình trạng gì ạ? Gây ra khử cực. Đấy. Và lúc này thì nó sẽ làm cho toàn bộ cái vỏ não của chúng ta gì ạ? Giảm cái hoạt động đi. Đấy, và lúc này thì bệnh nhân dễ đi vào giấc ngủ, và tùy theo liều lượng mình có thể an thần gây ngủ này, hoặc có thể gì ạ? Mê. Đấy. Và với cái cơ chế như vậy thì nó thấy rằng tác dụng của benzodiazepine trên cơ thể của chúng ta có tác dụng gì ạ? An thần, gây ngủ, chống co giật và giãn cơ. Thì giãn cơ ở đây thì chúng ta thường sẽ có hai nhóm thuốc giãn cơ, một cái nhóm thuốc giãn cơ mềm cơ kiểu Cura chúng ta đã được học ở bài thần kinh thực vật rồi. Còn cái giãn cơ của benzodiazepine này là không phải giãn cơ mềm kiểu Cura, mà nó làm giảm cái trương lực cơ đi. Giảm cái hiện tượng co cứng của cơ, giảm cái trương lực cơ đi, trở về cái trạng thái bình thường. Chứ còn cái anh mềm cơ kiểu Cura là tôi không cần biết, là anh không còn trương lực cơ nữa. Mà nó còn dưới mức bình thường cơ. Về dược đồng học thì sẽ chia thành những cái nhóm như sau. Loại tác dụng cực ngắn, tức là có T trên 2 khoảng dưới 3 giờ như midazolam, chiazolam. Loại tác dụng ngắn là T trên 2 từ 3 đến 6 giờ. Loại tác dụng trung bình, T trên 2 từ 6 đến 4 giờ. Và loại tác dụng dài, T trên 2 trên 24 giờ, fluazepam. Đấy. Thì tùy theo mục đích sử dụng của tôi là tôi cần loại nào thì tôi có thể sử dụng. Cho nên người ta hay dùng hơn cả là người ta hay dùng cái loại tác dụng gì ạ? Cực ngắn hoặc ngắn. Ví dụ có những người ta mất ngủ cái đầu giấc ấy, chắc rất khó đi vào giấc ngủ, thì người ta có thể loại dùng cực ngắn hoặc ngắn, và chỉ cần độ nó chỉ cần như vậy thôi. Buồn ngủ ngủ khoảng 2 tiếng rồi nối theo cái giấc ngủ. Thế còn nếu những người mà giấc ngủ cuối giấc như người già là ngủ rất là sớm, rất dễ ngủ, nhưng mà độ tầm 3-4 giờ sáng thì đã tỉnh rồi, thì những cái nhóm như vậy thì người ta có thể sử dụng cái thuốc ngủ và tác dụng kéo dài. Cũng giống như thuốc khác thì cái nhóm thuốc này nó sẽ có những cái tác dụng mong muốn, đó là nếu như dùng liều cao có thể gặp uể oải, động tác không chính xác, lú lẫn, giảm trí nhớ, và độc tính trên thần kinh thì sẽ tăng theo tuổi. Thế cho nên là với những cái người mà đang sử dụng máy móc tàu xe ở trên cao chẳng hạn thì không được phép sử dụng cái nhóm thuốc này. Về mặt tâm thần thì có thể gây tác dụng ngược như bồn chồn, lo lắng, tim nhịp nhanh, vã mồ hôi. Và thuốc này cũng là một cái nhóm thuốc mà có thể gây ra hiện tượng quen thuốc. Và nếu như bệnh nhân dùng kéo dài thì bệnh nhân rất dễ là phải xu hướng tăng liều. Đây chúng ta có những cái liệt kê những cái nhóm thuốc như sau. T trên 2, ví dụ như là apazolam thì T trên 2 của nó từ 12 đến 15 giờ. Còn ví dụ thằng diazepam mà chúng ta hay gặp nhất là T trên 2 của nó từ 20 cho đến 80 giờ. Thì ở bên phần này là cái phần thời gian bán thải của nó, còn đây là chỉ định chính. Ví dụ như là thằng apazolam này nó có cả con có tác dụng gây ngủ và an thần, nhưng chủ yếu người ta sử dụng nó là với tác dụng gì ạ? An thần. Còn thằng diazepam nó sẽ được sử dụng bởi bốn cái chỉ định, đó là nó có bốn cái tác dụng, đó là bốn cái chỉ định, đó là an thần, cai rượu, tiền mê và điều trị động kinh. Đấy. Còn thằng lorazepam thì người ta sử dụng nó với chỉ định chính, đó là an thần và tiền mê. Thằng ozazepam này người ta dùng để an thần và cai rượu. Đấy. Thế thì ở trong này thì nó cũng rất là nhiều nhóm thuốc, thì những thuốc nào hay được dùng để điều trị gây ngủ nhất, đó là chiazolam như cô đã nói rồi. Vì là những cái trường hợp mà người ta có những người ta khó ngủ, trằn trọc mãi không ngủ được, thì người ta chỉ cần là gì ạ? Cái thời gian của thuốc nó tác dụng ngắn thôi, độ 2 đến 3 giờ thôi. Thế còn để dùng chỉ định mà rộng rãi nhất
Đó là người ta dùng thằng diazepam với bốn chỉ định là an thần, cai rượu, tiền mê và động kinh. Đây, chúng ta sẽ học tìm hiểu kỹ về thằng diazepam. Chỉ định của nó đó là điều trị trường hợp lo âu, kích động. Lo âu, kích động và mất ngủ. Đấy thì người ta sẽ sử dụng cái nhóm thuốc này. Hoặc là sảng rượu cấp. Cái sảng rượu cấp này tí nữa chúng ta sẽ sang cái phần rượu. Cô sẽ nói một việc sảng rượu cấp không phải là mấy kia ông uống rượu xong là nói linh tha linh thiên xong là hung hăng. Nó không phải cái tình trạng lên sảng rượu cấp đâu. Nó là cái sảng rượu cấp này là một cái tình trạng là bệnh nhân, tức là đại khái là nó là trong cái trường hợp là ngộ độc rượu mạn ấy. Là mình bình thường ngày uống độ 1-2 cốc Liên Xô. Thế xong tự dưng là độ ngày hôm sau là không được uống, thì bệnh nhân bị thiếu rượu, một loạt những cái triệu chứng, những cái trường hợp như vậy có thể người ta co giật này. Co giật này, vật vã kích thích ấy, thì người ta sử dụng cái diazepam. Chỉ định tiếp theo là co cứng cơ do não hoặc do thần kinh ngoại vi. Co cứng cơ do não thì mọi người nhớ lại cái phần phần sinh lý này. Mọi người nhớ là cái cô giáo bên sinh lý hay cái sinh lý bệnh nhỉ, cô phải nhớ cái bài đấy, đó là duỗi cứng mất não ấy. Khi bệnh nhân bị tổn thương não mà đập một cái con hình như gây tổn thương não cho một con chim bồ câu ấy, thì cái bên đối diện kia của nó bị, nó xòe cái cánh của nó hoặc chân nó thẳng ra ấy. Tình trạng duỗi cứng mất não. Hoặc sau này mọi người sẽ thấy những cái trường hợp mà bệnh vào khoa ngoại đấy. Khoa ngoại mà vào phát là bệnh nhân bị tổn thương não, dập não là bệnh nhân có tình trạng là co cứng chẳng hạn. Là bệnh nhân một cái phản xạ khi bệnh nhân bị co cứng do tổn thương não, có thể sử dụng thằng diazepam này để trong tình trạng tạm thời thôi, hoặc là do thần kinh ngoại vi. Co giật do sốt cao, co giật do sốt cao thì cái này có trong đơn đấy, trong đơn thuốc mà trong những một trong những cái đơn mà bài tập về nhà cho mọi người, và cũng chính là một trong những đơn để mọi người thi thực hành ấy. Thì co giật thì có rất nhiều các nguyên nhân. Co giật do sốt cao, co giật nó do rối loạn điện giải, co giật do động kinh, có những cái trường hợp co giật khác nữa. Thì co giật do sốt cao là một trong những trường hợp là co giật nó thuộc dạng là lành tính, và khoảng 90-95% cái co giật này nó sẽ đáp ứng đối với thằng diazepam. Nhưng và đây diazepam đối với co giật thì người ta thấy rằng là nó ít tác dụng mong muốn. Thế còn nhưng mà nó không phải là thuốc chống co giật tốt nhất. Tốt nhất sẽ là thằng phenobarbital, tí nữa chúng ta sẽ học. Nhưng người ta sử dụng diazepam vì nó ít tác dụng mong muốn hơn. Hoặc người ta sử dụng diazepam trong tiền mê trong phẫu thuật. Tại sao người ta tiền mê trong phẫu thuật? Đó là khi mà để phẫu thuật ý, người ta nếu sử dụng thuốc mê ý, thì nó sẽ đầu tiên giai đoạn khởi mê, và khi giai đoạn mọi người thuốc mê nó sẽ không có trong cái bài giảng lý thuyết trên lớp, nhưng mọi người có thể sẽ phải đọc. Thì trong cái giai đoạn tiền mê thì chúng ta nói này cho dễ hiểu này, là cái thần kinh trung ương của chúng ta nó không phải như cái cầu dao mà dập một phát xong là anh ấy mê, không có chuyện đấy đâu, mà nó sẽ ức chế từng một số cái trung khu một. Nhưng cái sự ức chế này nó không đều nhau, sẽ có cái trước cái sau. Thế thì bình thường là cái khu vực vỏ não sẽ ức chế vùng dưới vỏ. Thế nhưng bây giờ nó sẽ ức chế. Thế bây giờ khi mà anh sử dụng thuốc gây mê này thì nó lại ức chế cái thằng vỏ não. Thế là tự dưng thằng dưới vỏ được thoát ức chế. Đấy, thế vân vân nhiều. Thế là làm cho một số cái, nó sẽ có những cái giai đoạn tiền mê, ví dụ như bệnh nhân chảy nước dãi này, hoặc là tim đập nhanh này, hoặc xuất tiết rất nhiều đờm dãi vân vân, thì người ta sử dụng thuốc gây ngủ này để hạn chế, để ức chế toàn bộ hệ thống thần kinh, để khi sử dụng thuốc gây mê thì nó ít cái đáp ứng hơn, ít cái tác dụng mong muốn hơn. Chống chỉ định suy nhược ở suy hô hấp, suy hô hấp, tại vì là bản thân cái thuốc này, thuốc gây mê này nó cũng gì ạ? Nó cũng ức chế hô hấp. Nó cũng đã ức chế hô hấp rồi. Và nếu bệnh nhân đã bị suy hô hấp mà đã dùng thuốc này thì rất dễ bệnh nhân bị ngừng thở. Và cái thuốc này nó cũng làm giảm cái trương lực cơ, cho nên là cũng không dùng được cho bệnh nhân gì ạ? Nhược cơ. Không dùng cho bệnh nhân suy gan. Và không được dùng những người đang vận hành máy móc
tàu xe làm việc trên cao. Đấy, cái liều lượng của chúng ta, cái liều lượng thì chúng ta sẽ nhớ nhé, phải nhớ những cái liều lượng này vì nó sẽ có trong cái đơn của một người để một người tính, đặc biệt đối với trẻ em. Nếu chỉ định là do mất ngủ, do lo âu thì người lớn người ta sẽ dùng từ 5 cho đến 15 mg trên ngày và tối đa không được quá 30 mg. Đối với trẻ em thì là dùng từ 1 đến 5 mg trên ngày trước khi đi ngủ. Thế còn tiền mê an dị trong phẫu thuật thì dùng uống từ 5 đến 15 hoặc là dung dịch trực tràng. Thế còn co giật do sốt cao thì sao? Tôi biết rằng là nếu mà co giật do sốt cao mà đang trong tình trạng co giật rồi, đang trong tình trạng co giật rồi thì mình đương nhiên là không thể nào sử dụng đường gì ạ, đường uống được rồi. Khi đang co giật, co giật nó còn gì ạ, nó của bệnh nhân còn nôn chớ vì co giật nó cũng sẽ gì ạ, có biết có tính. Câu nói tiếp này. Thế thì những cái trường hợp nôn chớ bệnh nhân bị co thắt cái cơ vùng hầu họng nên chúng ta không thể nào cho bệnh nhân uống được. Đấy thì chỉ có đường gì ạ? Đường tiêm bắp thôi. À quên, đường 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 tiêm thôi, tiêm 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 tĩnh mạch. Thế thì đối với người lớn và trẻ em trên 10 cân. Đấy thì người ta sẽ tiêm ưu tiên cái đường tiêm tĩnh mạch. Và cụ thể trẻ em là người lớn là 3 đến 30 mg, còn trẻ em thì phải tính theo kg cân nặng, tức là 200 cho đến 300 microgram trên 1 kg cân nặng. Ví dụ như một đứa trẻ mà 10 tuổi, à quên, 10 cân chẳng hạn. Nhưng mọi người, nó 1 tuổi, nó 10 cân chẳng hạn. Thì nó sẽ là bao nhiêu mg nhỉ? Nó sẽ là 2 cho đến 3 gì ạ? 2 cho đến 3 mg đúng không? Đấy, trên một đứa trẻ 10 cân. Thế nhưng mà giả sử như chúng ta lại không, tại vì là nó co giật ý, hoặc nó bé quá mình không tìm được thấy ven của nó chẳng hạn, thì trong trường hợp đấy người ta có thể dùng là gì ạ? Dung dịch trực tràng là 500 microgram này trên 1 kg cân nặng. Người ta để thụt cái trực tràng cho nó. Thế còn trong cái hội chứng cai rượu chẳng hạn, có hội chứng cai rượu đấy, thì người ta có thể là dùng 5 đến 20 mg cái diazepam này trên ngày cho bệnh nhân. Thế thì cái nhóm thuốc cái diazepam này thì nó là một cái thuốc 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 thuộc nhóm thuốc hướng thần, nên được quy định trong cái nhóm thuốc hướng thần này là phải có cái quy định riêng, đó là anh phải có cái mẫu đơn riêng. Cái mẫu đơn này là mẫu đơn gì ạ? Chữ H đầu tiên phải mẫu mẫu cái mẫu đơn H ấy. Cái mẫu phải có mẫu đơn riêng, chứ còn đơn thường thì lại không được. Đơn thường thông thường kê không được đâu. Và thuốc này đương nhiên phải bán theo đơn rồi. Và đã thuộc cái đơn H và đơn thường rồi thì cái chữ ký của người bác sĩ phải đăng ký. Phải đăng ký với bệnh viện. Cái chữ ký của mình. Đăng ký là kiểu đăng ký bảo hiểm mà anh thấy sai chữ ký phát là không được rồi. Và quy định đối với đơn hướng thần mà trong điều trị cấp tính, điều trị mất ngủ mà chẳng hạn là trong thuộc dạng cấp tính ấy, thì anh không được phép kê quá 10 ngày. Không phép kê quá 10 ngày. Tại sao? Người ta nói rằng là vì là cái phạm, đặc biệt là thằng diazepam này, vì cái phạm vi an toàn của nó cũng hẹp. Cái thứ hai là người ta thường có vấn đề gì về tâm thần hoặc tâm lý, người ta phải sử dụng cái nhóm thuốc tâm thần thì người ta sợ bệnh nhân dễ tích liều vào để bệnh nhân
bệnh nhân dễ tích liều ấy, để dùng để tự tử. Đấy, cho nên là người ta phải giới hạn cái đơn như vậy. Đây là những cái dạng thuốc. À, đây là uống trước đi. Đấy. Đây là Seducen, là tên biệt dược. Cái này quá nổi tiếng rồi. Hàm lượng của nó là 5mg. À, Valium là tên biệt dược. À, tên gốc của nó cũng là Diazepam, hàm lượng là 10mg. Thế còn đây là Seducen. Seducen, mọi người thấy có chữ R đây không ạ? R mà ở trên chữ Seducen này, tôi mọi người học thực hành, mọi người thấy rằng chữ R này là có trên những cái tên biệt dược. Và những cái tên biệt dược đấy phải đăng ký bản quyền trên toàn thế giới rồi. Cái tên biệt dược đấy thì nó sẽ có chữ R. Cứ cái tên nào mà có chữ R ở bên cạnh ấy, thì có nghĩa là chắc chắn nó là tên biệt dược, và biệt dược đấy là mang tính thương hiệu rồi. Còn RX này là tất cả cái chữ này phải có RX hết, là thuốc bắt buộc phải kê theo đơn. Nếu không có đơn thuốc thì không thể mua được thuốc này. Đây là dạng ống nhé. Dạng ống. À, dạng ống thuốc này có thể tiêm này. Còn đây là dạng viên đặc, viên đạn. Đây cái mũi nhọn nhọn này mình sẽ tách ra. Đây là một viên mình tách ra. Đó, mình sẽ vẽ ở cái đầu ra và mình lấy cái tay mình bóp ở cái đít của nó vào như này. Thì cái mũi nhọn ở đây, cái này, cái đầu nhọn này mình sẽ cắm một phần trực tràng. Đấy, rồi mình vì cái mở cái đầu nó sẽ mở ra, nó tẽ ra. Đấy, mình rồi mình ấn ở cái đít này thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ chui vào trong trực tràng. Đấy. Chui vào trong trong trực tràng, hoặc đây là chính là cái đế thuốc, cái để thuốc của mình đẩy vào. Đấy thì là để đặt hậu môn trực tràng. Đấy thì đây là cái tác dụng của cái Seducen. Chúng ta nghỉ giải lao khoảng đến 9 giờ cả lớp nhỉ? 9 giờ 5 nhá. Rồi học nhá, rồi không cả lớp. Alo, ngủ hết rồi à? Học vâng ngủ. Ạ. À. Được ạ. Rồi. Chúng ta sang một cái dẫn xuất tiếp theo có tác dụng an thần gây ngủ, đó là dẫn xuất của axit barbituric. Chúng ta cùng xem cái cấu trúc hóa học axit barbituric từ ure và axit malonic. Thì trong cái cấu trúc của axit barbituric, thì thấy đây là những cái vòng nitơ số 1, carbon số 2, nitơ số 3, oxy số 4, carbon số 5, oxy số 6. Thì ở đây có những cái vị trí những nitơ và carbon này thì người ta đều có thể có những cái nhóm chức ở đây để thay đổi cấu trúc của nó. Vì bản thân của axit barbituric nó rất là toan, và khi toan như vậy thì bản thân của nó rất dễ bị ion hóa, nên nó phân cực và khó đi qua các màng sinh học. Chúng ta học phần phần dược lý 1 rồi đấy, nhưng mà anh muốn cái sự thâm nhập của anh đi qua các màng sinh học thì nó phụ thuộc vào cái độ ion hóa. Thì ở đây người ta thấy có cái sự liên quan rất lớn giữa cấu trúc hóa học của barbituric và người ta chế thành những cái gì, người ta tạo thành những cái barbiturat khác nhau. Và khi tôi thay thế những cái barbiturat khác nhau thì tôi có những cái thuốc barbiturat là khác, và cái dược động học của nó cũng khác, cái thời gian tác dụng của nó cũng sẽ khác nhau. Đây chúng ta sẽ xem cụ thể như thế này. Tác dụng gây ngủ thì rất là yếu khi chúng ta chỉ thay thế hydro ở carbon số 5. Đây ạ. Nếu ta chỉ thay thế hydro ở carbon số 5, ở đây có H1 và H2, nếu ta chỉ thay thế một hydro thôi. Nhưng mà nếu ta thay thế hai hydro ở carbon số 5 bằng các chuỗi R1 và R2 thì tác dụng gây ngủ nó sẽ tăng lên. Và tác dụng của nó sẽ được mạnh hơn nữa khi R1 và R2 này là chuỗi nhánh của gốc carbohydro vòng hoặc là chưa no.
Cụ thể như sau, nếu tôi thay thế một hydrocarbon số 5 bằng gốc phenin C6H5 thì ta sẽ được một cái thuốc đó là phenobitan. Thì đây là một thuốc có tác dụng co giật đặc hiệu và co giật mạnh nhất mà chúng ta có. Thế nếu mà cho nên là sẽ có những cái trường hợp là nếu như bệnh nhân mà co giật do sốt cao ấy mà không đáp ứng được với diazepam thì lúc đấy tôi sẽ thay thế bằng phenobitan. Nhưng thằng phenobarbital là tốt nhất nhưng tôi sẽ không dùng đầu tiên vì nó sẽ nhiều tác dụng không mong muốn. Tiếp theo là nếu tôi thay thế oxy ở carbon số 2 bằng một gốc lưu huỳnh, ta sẽ có thiopental oxy ở carbon số 2. Thế thì tôi sẽ có thằng thiopental. Lần lượt như vậy, nếu thay thế hiđro ở nitơ số 1 và số 3 bằng gốc metin, ta sẽ có barbiturat. Thì đây là một thuốc tan mạnh trong nước, tan mạnh trong lipid. Ta biết rằng là tất cả những cái thuốc mà anh muốn đi vào được thần kinh trung ương, anh muốn tác dụng thần kinh trung ương, thì trong cái quá trình khuếch tán của anh thì anh phải tan rất tốt trong lipid. Nếu anh tan nhanh và mạnh thì tác dụng của anh càng mạnh và càng xuất hiện sớm. Vậy thì tác dụng trên thần kinh, tác dụng chung của các barbiturat trên cơ thể như thế nào? Thứ nhất là trên thần kinh trung ương, ức chế thần kinh trung ương, tạo ra giấc ngủ gần giống với giấc ngủ sinh lý. Thế còn liều gây mê thì ức chế tủy sống, làm giảm phản xạ đa synap và đơn synap. Ngoài ra, đặc biệt là thằng phenobitan, nó còn có tác dụng chống co giật và chống động kinh. Trên hô hấp thì thuốc ức chế trung tâm hô hấp, liều cao thì gây hủy hoại trung tâm hô hấp. Và nếu chúng ta sử dụng cái thuốc này làm thuốc gây mê thì trong cái thời gian khởi mê ấy, thì có thể gặp ho, hắt hơi hoặc là co thắt khinh quản. Trên tuần hoàn thì thuốc ít ảnh hưởng tới khu vực hành não, cho nên ở cái liều rất là cao, ở liều gây mê hoặc liều độc thì nó mới làm giảm lưu lượng tim hoặc hạ huyết áp. Liều độc thì mới gây ức chế tim. Vậy thì ở cái liều thấp thôi hoặc liều trung bình thì nó đã có tác dụng lên thần kinh trung ương rồi. Thế về dược động học thì thuốc hấp thu rất nhanh và hoàn toàn qua ống tiêu hóa và hấp thu cũng rất tốt khi đặt trực tràng. Cho nên là thuốc này thì ngoài cái trường hợp cấp cứu ra thì để dùng thông thường ăn thần gây ngủ thì người ta vẫn ưu tiên là chọn đường uống. Thuốc gắn vào protein tương với tỷ lệ khác nhau. Và barbiturat này, barbiturat gây mê thì dễ gắn vào mô mỡ. Thì ta biết rằng là khi cái thuốc barbiturat này khi vào trong cơ thể của chúng ta, ngoài gắn với protein huyết tương ra, nó còn gắn vào mô mỡ nữa. Cho nên là khi mà thông thường ấy, thì khi bệnh nhân mổ phiên ấy, là ví dụ như ngày mai mổ chẳng hạn, mà người ta có sử dụng thuốc gây mê chẳng hạn, thì hôm nay cái người bác sĩ phẫu thuật viên gây mê ấy, thì người ta sẽ phải gặp trực tiếp hoặc là để người ta khám trực tiếp cái người để người gây mê đấy, cái người bệnh nhân ấy, để người ta đánh giá xem là cân nặng là một phần thôi nhưng anh béo hay anh gầy vân vân, để người ta đánh giá cái lượng thuốc mê vào. Và cái barbiturat khi mà nó gắn với thuốc gắn với mỡ, gọi là heptin. Và thay đổi pH máu thì làm ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc. Thay đổi pH máu làm ảnh hưởng tác dụng của thuốc. Thì thế này, bản thân các barbiturat này là một axit yếu, nó là một axit yếu. Vì thì con đường của nó như này, nó vào cơ thể chúng ta qua đường uống này, hoặc qua đường tiêm, nó vào trong máu rồi nó vẫn chưa xong, nó phải qua hàng rào máu não rồi nó mới tác động vào các neuron thần kinh của chúng ta. Thế thì khi mà đến máu chẳng hạn, khi mà đến vào vào đến máu rồi thì nó lại phụ thuộc vào cái pH nữa. Và đến máu chưa phải là hết chuyện đâu, nó còn qua hàng rào máu não nữa cơ. Thế thì bản thân nó là một axit, thì khi ở trong môi trường axit thì nó bị phân ly nhiều hay phân ly ít ạ? Theo mọi người. Tức là
Thuốc này nó mang tính axit đấy, thì nó lại ở trong một pH máu mà axit nữa, đấy, pH máu thấp nữa đấy, hay nói cách khác là một thuốc mang tính axit ở trong môi trường axit thì nó sẽ bị phân ly nhiều hay phân ly ít đấy. Nó sẽ bị phân ly ít, nó bị phân ly ít. Còn giả sử như là một thuốc mà mang tính axit mà ở trong môi trường bazơ thì đương nhiên nó sẽ phân ly nhiều rồi. Đấy, thế thì khi mà một bệnh nhân mà người ta uống uống thuốc ngủ đấy để người ta tự tử thuộc cái nhóm barbiturate này chẳng hạn, người ta tự tử khi người ta uống, thế thì khi vào trong hồi sức cấp cứu người ta xác định được là cái thuốc cái những cái nhóm nằm trong barbiturate rồi thì người ta sẽ kiềm hóa máu. Kiềm hóa máu bằng cách ta truyền kiềm cho bệnh nhân natri bicarbonate. Thế thì khi người ta lý do người ta truyền kiềm đó là gì? Bản thân thuốc này mang tính axit. Khi người ta kiềm hóa máu như vậy thì nó bị phân ly nhiều. Phân ly nhiều như vậy thì nó ít đi qua các màng sinh học. Vì vậy anh khó qua được hàng rào máu não. Anh còn một con đường, anh còn một 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 hàng rào nữa mà anh phải vượt qua thì anh mới phát em cái biểu hiện tác dụng của anh đó là hàng rào máu não. Và khi nó bị phân ly nhiều như vậy thì nó không qua được hàng rào máu não, hoặc nếu qua được thì cũng rất là hạn chế. Rồi sau đó khi anh kiềm hóa máu đồng thời anh kiềm hóa nước tiểu nữa đúng không? Thì nó sẽ bị gì ạ? À, nó bị chuyển hóa và đào thải ra ngoài. Đấy. Thì đấy là một cái cách ngoài cái việc mà người ta rửa dạ dày, người ta còn một cách nữa là người ta kiềm hóa máu nữa để gì ạ? Để đẩy thuốc ra khỏi cơ thể. À, thuốc thải trừ thì chủ yếu qua thận, một phần thuốc qua được nước bọt, qua rau thai và qua cả sữa. Đây chúng ta sẽ sang cái dẫn xuất của thuốc. Đây chúng ta có rất nhiều thuốc chúng ta nhìn lên đây. Thì người ta dựa vào cái thời gian tác dụng của thuốc để người ta chia thành nhóm như sau. Nhóm tác dụng dài từ 8 đến 12 giờ ta có phenobarbital, barbital, butabarbital, apobarbital. Tác dụng trung bình từ 4 đến 8 giờ. Amobarbital, pentobarbital, tác dụng rất ngắn là hexobarbital. Đấy, tác dụng ngắn là hexobarbital, tác dụng rất ngắn là thiobental. Thiobarbital tác dụng có từ 30 đến 60 phút thôi. Thế thì trong cái nhóm thuốc tác dụng kéo dài đấy thì cái thuốc mà người ta hay dùng nhất đó là phenobarbital. Lần lượt như vậy, cái nhóm tác dụng trung bình thì cái thuốc mà người ta hay dùng hơn cả pentobarbital, tác dụng rất ngắn, tác dụng ngắn là hexobarbital, còn tác dụng rất ngắn là thiobental. Chúng ta cùng xem. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy một cái thuốc làm đại diện đó là phenobarbital để chúng ta cùng xem cái áp dụng lâm sàng của nó như thế nào. Đầu tiên là phenobarbital này nó có tác dụng chống co giật. Đây là một thuốc tốt nhất để điều trị chống co giật. Thì ở đây chúng ta xem nhé, người ta có cái liều uống cho người lớn là từ 2 đến 3 mg trên 1 kg cân nặng. Đấy, trẻ em là 3 đến 4 mg trên 1 kg cân nặng một lần trên ngày thôi. Đấy là liều gì ạ? Liều uống. Thế thì lại câu hỏi vẫn lại một vấn đề đó là cô vừa nói là chứ bây giờ co giật thì làm sao mà uống được, thì tại sao trong sách người ta lại ghi đường uống? Đây là cô có trong sách ra ấy. Thì cô lý giải trong sách người ta ghi đường uống là thế này này, nó sẽ cái thuốc này của chúng ta đây nó lại cái giới hạn của cái việc mà chúng học online đó là chúng ta có một cái thí nghiệm đó là chứng minh tác dụng của phenobarbital. Thì ngoài tác dụng chống co giật ra nó có tác dụng phòng co giật nữa. Ví dụ là một cái đứa trẻ cứ khoảng 39 độ 5 là bắt đầu nó co giật. Thì bây giờ đợt này nó đang sốt. Thì tôi ngoài thuốc hạ sốt ra tôi có thể cho nó uống phenobarbital trước để phòng co giật. Hoặc là ở những cái đứa trẻ động kinh ấy, cũng thay đổi thời tiết chẳng hạn. Hoặc là nó bắt đầu nó có những cái tiền triệu về co giật rồi. Đấy, hoặc là có những đứa làm thay đổi thời tiết nó co giật này, hoặc là tức là nó sau một cái nhiễm khuẩn gì đấy thay đổi sức khỏe thì nó rất dễ bị co giật đấy, thì người ta có thể cho nó uống trước để phòng đấy, thì uống trong cái trường hợp đấy thôi.
Thế còn ngoài ra phenobarbital có thể dùng được tiêm bắp hoặc tiêm dưới da đấy, tiêm bắp hoặc tiêm hoặc là tiêm tiêm dưới da để điều trị. Trong bình thường bệnh nhân co giật thì ta ghi thế này, trẻ em nhé, chúng ta nhớ này, 10 đến 20 mg trên 1 kg cân nặng trên ngày đấy, để liều trẻ em thì chúng ta có cái đơn này mà. Thế thì khi nào chúng ta dùng phenobarbital để điều trị chứng co giật do sốt cao thì khi chúng ta dùng diazepam không đỡ thì mới nghĩ tới việc phenobarbital thôi. Đấy, thằng tiếp thằng tiếp sau. Tác dụng tiếp theo là gây ngủ cho người lớn là dùng 0,1 đến 0,2 gam trên ngày. Thì ngay cả tác dụng gây ngủ thì hiện nay người ta cũng ít dùng lắm. Người ta chỉ dùng đặc biệt là người lớn tuổi người ta cũng hạn chế dùng thuốc này thôi. Đấy. An thần thì cũng ít dùng. Và còn bây giờ người ta hay dùng phenobarbital đó chính là chống tăng bilirubin máu. Vì phenobarbital nó gây cảm ứng enzyme. Thì người ta thấy rằng là ở một cái đứa những cái đứa trẻ sơ sinh ấy thì vì nó phải nó vỡ cái hồng cầu sinh lý mà, cái HBF sinh lý. Thế cho nên là nó sẽ tăng cái bilirubin tự do. Thì bây giờ gan có nhiệm vụ chuyển bilirubin tự do thành bilirubin hợp. Thì khi mà những cái đứa trẻ vàng da ấy, thì tôi sử dụng phenobarbital để làm cho những cái enzyme nhanh chóng chuyển hóa nhiều hơn so với bình thường từ bilirubin tự do thành bilirubin hợp để chuyển ra để đào thải, mới lúc này thì nó mới đào thải ra ngoài được. Thế còn độc tính khi dùng phenobarbital là xảy ra khi dùng liều gấp 5 và 10 lần liều gây ngủ. Và triệu chứng khi độc tính này đó là gì? Buồn ngủ, mất phản xạ, ngộ độc nặng có thể là mất cả phản xạ giác mạc, đồng tử giãn, giãn mạch da, hạ thân nhiệt, rối loạn hô hấp, rồi hạ huyết áp. Và cuối cùng bệnh nhân có thể liệt do bệnh nhân có thể chết do liệt hô hấp hoặc trụy tim mạch, phù não và suy thận cấp thì tử vong. Đây là những cái dạng thuốc của phenobarbital. Thứ nhất là phenobarbital 15 mg. Phenobarbital 15 thì cả cái cụm này này là tên Việt dược. Thế còn tên gốc của nó là phenobarbital hàm lượng là 15 mg. Đây phenobarbital injection là dạng tiêm. Thì có hạ nồng độ nó là 200 mg trong 1 ml. Đây là phenobarbital mà dạng viên đặc này, viên đạn. Đường dùng mà đường đặc hậu môn, đây là cái đầu này thì chỉ để vào hậu môn này, đây là còn cái đít của cái viên đạn đấy, thì khi mình tẽ cái đầu này ra, tẽ cái đầu này ra rồi mình mở ra rồi mình nhét cái viên đạn này vào nhé. Còn đây là dạng uống đấy, thì cái bài an thần gây ngủ thì nó học ra học những cái thuốc chính như vậy thôi đấy. Còn thuốc điều trị tâm thần thì cô sẽ gửi bài cho mọi người để chúng ta sang một cái phần. Cái bài này thì cô muốn nói nhiều hơn vì thực ra là chúng ta gặp ở ngoài nhiều lắm. Thanh niên rồi phải đi giao lưu uống rượu. Biết. Đó, bài tiếp theo là bài rượu. Nói về rượu thì chúng ta có ba loại. Đó là rượu ethylic hay còn gọi là rượu ethanol. Đấy, rượu chúng ta uống đấy. Soju này rồi vodka vân vân chính là cái rượu uống. Rượu tiếp theo là methanol. Thì cái rượu này đó chính là gì ạ? Là công nghiệp. Rượu công nghiệp hay còn gọi là rượu methylic. Còn một loại nữa là ethylene glycol, thì cái loại này thì cũng không được dùng trong 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 không được dùng để trong thực phẩm. Thì mình sẽ nói thứ nhất là rượu ethylene hay còn gọi là rượu ethanol. Thế thì cái tác dụng của cái rượu ethylene là gì? Rượu thì thực ra là rất là tốt. Thì chúng ta xem, thứ nhất là trên thần kinh trung ương thì nó ức chế thần kinh trung ương. Tác dụng này thì nó phụ thuộc vào nồng độ của rượu, nồng độ rượu trong máu. Nồng độ thấp thì tác dụng an thần và giảm lo âu, ví dụ như là
trước khi đi ngủ chẳng hạn, làm một cũng như chúng ta làm khoảng độ 20 ml một chén nhỏ đấy, nồng độ thấp thôi, thì có dụng an thần này, giảm lo lắng này, và bệnh nhân cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Thì trước khi chúng ta mà nghĩ tới cái việc mà dùng cái thuốc thuốc thực sự để gây ngủ, thì chúng ta thay đổi chế độ ăn uống, chế độ tập luyện này đấy, làm một chút rượu vang trước khi đi ngủ đấy, thì rất là tốt. Nhưng mà với nồng độ cao hơn, cái rối loạn tâm thần, mất điều hòa rồi không tự chủ được hành động, mở mở ngoặc cái chỗ không tự chủ hành động này là không dành cho những người chả vừa say nhé. Nồng độ quá cao thì có thể gây hôn mê, ức chế hô hấp và nguy hiểm tính mạng. Và ngoài ra nếu như cái rượu, cái methylic, rượu rượu ethylic này thì có thể được dùng sát khuẩn, và đặc biệt là ở nồng rượu ở 70 độ. Ở trên tim mạch thì dùng rượu mạnh trong một thời gian dài, rượu mạnh cơ, thì có thể gây ra giãn cơ tim, phì đại tâm thất, cũng như rượu và vodka ấy, vodka say to ấy, 35 độ đấy, trên 35 độ đấy người ta coi đó là rượu mạnh rồi, thì gây ra giãn cơ tim, phì đại tâm thất và sơ hóa. Thế còn trên tiêu hóa thì rượu dưới 10 độ, thì là rượu có thể là rượu vang này, hoặc là siro hoa quả này đấy, hoặc là mọi người xem cái dạng bia đấy chẳng hạn, thì nó tăng tiết dịch vị, tăng tiết dịch vị, tăng nhu động ruột, tăng vì vậy mà nó làm tăng hấp thu thức ăn ở niêm mạc ruột. Cho nên nếu chúng ta trong những cái bữa ăn đấy mà người ta đầu tiên vào, đấy là đang nói là theo khoa học đấy nhá, vào mọi người thấy ở nước ngoài thôi, là ta sẽ làm một chút rượu vang để người ta ăn ăn làm một chút rượu vang như vậy thì không đủ cho người ta say, nhưng mà sẽ làm gì ạ, tăng nhu động ruột, tăng tiết dịch để chờ đón hấp thu và tiêu hóa các thức ăn sắp đi vào, cho nên ta sẽ hấp thu được tối đa những chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Nên là có thể nếu mà uống rượu như vậy thì sẽ làm cho gì ạ, mình hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn, có thể béo. Nhưng với rượu mạnh thì có thể gây nôn, viêm niêm mạc dạ dày, co thắt, đây là không, mọi người hàng vị nhé. Cô viết nhầm thành hạ vị, cô phải sửa đấy. Cô nó bị lỗi phông. Rồi. Mọi người nhìn lên slide đúng không? Lớp nhìn lên slide không? Có. Đã có. Co thắt hang vị làm chậm sự dẫn chậm hấp thu một số thuốc cũng như thức ăn qua ruột. Thế cho nên là có những người mà uống rượu nhiều và đau dạ dày đấy, đúng thôi, vì làm cho thì nó băng chợt niêm mạc dạ dày cơ, mà co thắt hang vị lên người ta đau dạ dày là đương nhiên rồi. Chứ còn thân nhiệt thì mình hay nói rằng là à tôi uống một chén rượu đi xa thì uống một chén rượu để cho nó ấm người, cho nó ấm người, nhưng thực ra là thế này này, nó sẽ là gì ạ, nó là mất nhiệt. Mình cảm thấy nó ấm hơn thôi, nhưng thực ra là cơ thể mình đang mất nhiệt. Đó là nó gây ra giãn mạch da, cụ thể nó ức chế trung tâm vận mạch, nó ức chế trung tâm vận mạch, giãn mạch da, và khi giãn mạch thì làm cho chúng ta thoát 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 cái nhiệt lượng ra, nên mình cảm thấy ấm thôi, nhưng thực ra khi mình thoát nhiệt như vậy nó sẽ làm cho gì ạ, hạ hạ cái thân nhiệt của mình xuống. Và nếu như mà bệnh nhân mà trong trời lạnh mà bị uống uống rượu mà mặc không đủ ấm như vậy thì có thể bị cảm và tử vong. Tiếp theo là phần dược động học. Dược động học thì thấy thế này, ở người lớn khỏe mạnh thì đỉnh hấp thu, tức là khi mình hấp thu rượu thì sau khoảng 30 đến 90 phút sau khi uống thì lúc này chúng ta đã bắt đầu có là chúng ta đã hấp thu một cách tối đa đấy, sau 30 đến 90 phút. Và nồng độ đỉnh sau một liều ethanol thì tùy thuộc vào giới, tuổi, cân nặng, tiền căn uống ethanol, tức là người ta muốn nói là cái nồng độ đỉnh sau liều uống ethanol, tức là làm cái tối đa ấy, cái nồng độ tối đa của chúng ta ấy, thì phụ thuộc vào tuổi, giới, cân nặng. Tính chất của ethanol, hay là ethanol vang thì hấp thu nhanh hơn là ethanol trung cấp, dạ dày ít thức ăn hay là nhiều thức ăn, bệnh nhân này là chậm di chuyển phân
trong chậm di chuyển thức ăn ở trong ruột hay là tăng nhu động đấy, hoặc là cái tính chất của thức ăn thì nó cũng sẽ làm cho là cái nồng độ đỉnh, tức là cái lượng hấp thu rượu đấy nhanh hay chậm là nó phụ thuộc, tức là gì, cái nồng độ hấp thu rượu nhanh hay chậm phụ thuộc vào tuổi giới, cân nặng, cái tiền căn hay là cái quá trình mình hấp thu, quá trình mình uống ethanol được bao lâu rồi, có thường xuyên hay không, cái loại rượu ethanol đấy là gì đấy, người ta muốn nói như vậy. Và ta nói rằng là 80% ethanol uống thì được hấp thu tại ruột non, một phần nhỏ được hấp thu ở miệng, thực quản và dạ dày. Cho nên là khi mà có những người mà vừa uống vào đến dạ dày là mình cảm giác nó sọc lên rồi thì đúng không? Có thể là mình đã thấy say rồi đấy. Còn phân bố thì ethanol là một cái chất phân cực nhẹ có thể hòa tan trong nước và lipid. Thể tích phân bố trong cơ thể thì khoảng 0,6 lít trên 1 kg. Về chuyển hóa, à, nhiều vấn đề lắm. Về chuyển hóa như thế này, 80 đến 90% ethanol được chuyển hóa ở gan, một phần nhỏ được bài tiết nguyên dạng ở thận và phổi, nguyên thận ở thận và phổi đấy. Thế thì cho nên là khi mà uống rượu ấy, là mình cảm thấy cái hơi thở của cái người uống rượu ấy là người ta, tức là người ta thở ra cái nó được viện được thải trừ qua phổi đấy, nên là thở ra có mùi rượu như vậy. Và người lớn, cái người mà trưởng thành ấy không nghiện rượu thì chuyển hóa được khoảng từ 7 cho đến 5 gram ethanol trong 1 giờ. Với sự giảm dần của nồng độ ethanol máu thì xấp xỉ khoảng độ 15 đến 20 ml mg trên decilit trên giờ. Còn cái người nghiện rượu nặng hoặc là đã dung nạp nghiện rượu, hoặc là đã, tức là không phải nghiện nhưng mà tôi đã có một quá trình tôi luyện, tôi đi sinh nhật thường xuyên tuần nào 2 3 cốc rượu đấy chẳng hạn, thì có thể chuyển hóa nhanh hơn và nồng độ ethanol trong máu có thể giảm với tốc độ là gì ạ? À, 30 đến 40 mg trên decilit trên giờ. Thế thì cần đặc biệt là ở những người nghiện rượu thì cái con đường này, con đường chuyển hóa rượu này có thể là gia tăng lên và dẫn đến thay đổi cái điện thế oxy hóa khử trong tế bào gan và góp phần làm cho quá trình nhiễm toan axit lactic, nhiễm toan ceton do ethanol lại càng nặng nề hơn. Đây chúng ta xem cái con đường, cái cách mà chúng ta chuyển hóa ethanol được chuyển hóa chủ yếu bằng những cái con đường acetone dehydrogenase ở bào tương trong cái tế bào gan, hoàn toàn ở trong tế bào gan chúng ta xem. Đấy. Ethanol kết hợp với NADH đúng không, thành acetat dehydrogenase, à dehydro, thì cái chuyển rượu này thành cái anđehit này đúng không ạ, thì là nhờ có alcohol dehydrogenase. Thế thì tiếp tục ta lại oxy hóa tiếp theo, tôi lại chuyển cái anđehit này đúng không ạ, chuyển thành cái axit thì phải có ancol dehydrogenase. Cuối cùng trong cái chu trình Krebs này thì chúng ta cái anđehit, rồi khi chúng ta sử dụng được cái axit coenzyme đấy. Thế thì ta thấy rằng là nó lần lượt qua các quá trình như vậy, thì thực ra nếu mà nói để cho cái tác dụng mà chúng ta say ấy, say rượu giãn mạch vân vân chẳng hạn, tí mình sẽ xem các triệu chứng. À, các cái triệu chứng của một cái người say rượu ấy thì nó không phải là rượu mà đó chính là thằng gì ạ? Thằng aldehyde. Thằng aldehyde acetan dehydrogenase. Đấy thằng này. Đấy. Hoặc là mình nhìn vào cái chu trình này mình sẽ thấy rằng là sẽ có một số những cái thuốc mà người ta nói rằng là thuốc giải rượu chẳng hạn. Đấy, cái thuốc giải rượu. Có những loại thì uống trước, có những loại thì uống sau, uống khi mà đang say, thì nói chung là những cái thuốc đấy đó là người ta cung cấp cho cái người uống rượu là cái men gì ạ? Đề cái những cái men dehydrogenase, tức là nhanh chóng
Nhanh chóng, tức là cái aldehyde thì nó gây say đúng không? Thì nhanh chóng chuyển cái aldehyde này thành cái axit. Đấy, vì anh càng để tồn lưu cái aldehyde lâu trong cơ thể càng lâu thì có nghĩa là mà bệnh nhân càng say. Hoặc là chúng ta xem có những cái dạng rượu mà người ta nói rằng là cái rượu gì, ôi đấy là ngồi nghe bàn nhậu thì nghe các ông ấy phán kinh lắm, cái rượu nữ nhi hồng ấy, cái gì gì đấy, tức là đẻ được con gái đúng không, thì xong rồi đầu chôn dưới, xong rồi khi nào mà con gái nó đi lấy chồng mới chiếc gì đã lấy lên đấy đấy, thì thường là gì, những cái rượu mà người ta ủ lâu năm trong một cái môi trường thích hợp thì lúc này người ta đã nó đã khử hết cả aldehyde rồi thì uống vào nó không đau đầu, hoặc có những cái rượu người ta đã khử aldehyde đấy, thế ở trên thị trường đấy. Thế còn rượu mà anh bảo quản không tốt thì nó sẽ bị oxy hóa ngay lập tức. Đấy. Thì cái ethanol rất ít thôi, toàn là ăn đi hít thì uống vào nó rất là đau đầu. Đấy, sai. Thì cái ở những cái người nghiện rồi, hệ thống oxy hóa của ethanol tại vi lạc thể là đường chuyển hóa thứ phát, giúp chuyển hóa khoảng 10% ethanol nhưng sẽ tăng lên trong nhiều trong những trường hợp mà nồng độ ethanol tăng cao. Ý người ta muốn nói là gì? Nghĩa là ngoài cái con đường chuyển hóa rượu thông thường như ở trên thì chúng ta còn một cái con đường chuyển hóa nữa ở vi lạc thể ở trong trong gan, thì cái con đường này sẽ được tăng lên nếu mà nồng độ ethanol quá cao thì nó, và khi tăng lên thêm một con đường nữa như vậy thì nó sẽ giúp chuyển hóa 10% ethanol. Và một đặc điểm nữa là rượu nó gây cảm ứng microm gan, microm som gan, tức là nó sẽ là uống càng nhiều nhưng mà không không phải là nồng độ đâu mà uống tần suất càng 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 nhiều lần ý, ý là muốn nói là nhiều lần ý, thì cái hệ thống enzyme như là dehydrogenase này hoặc là alcohol dehydrogenase đấy, thì những cái enzyme này ấy, nó sẽ làm cho gì ạ, nó nhiều lên, nó nhiều lên và nó giúp chuyển hóa nhanh rượu, cho nên là mới có cái sự mọi người thấy rằng là cái tiểu lượng càng ngày càng tăng là vì như vậy. Có thể uống lần đầu thì say nhưng mà đến lần thứ 10 thì đừng có nghĩ là cái chuyện là 5 chén hoặc 10 chén mà gục được, có thể lần 1 thì 5 chén là gục ấy nhưng mà lần thứ 10 thì chắc là không gục. Tại vì là rượu nó gây cảm ứng microm gan của chính nó gây tăng chuyển hóa của chính nó lên. Và khi chuyển hóa càng nhanh càng nhiều như vậy thì nó càng dễ bị mất tác dụng. Và nó càng dễ bị mất tác dụng thì là người ta cũng sẽ gì ạ? Cái aldehyde nó lại tồn lưu càng ít trong cơ thể. Nếu nó bị chuyển hóa nhanh à. Đấy. Nhưng mà cái phản ứng này nó chỉ xảy ra khi mà gan của chúng ta bình thường còn khả năng bù trừ, chứ còn ở những người mà đã bị chết các tế bào gan hoặc là bị suy giảm chức năng rồi thì cái cảm ứng enzyme của chính nó không có. Thế thì khi mà nói rượu thì chúng ta phải lấy trường hợp là ngộ độc rượu cấp và ngộ độc rượu mạn. Ngộ độc rượu cấp thì đây mọi người xem có giống mình không nhá. Trên tiêu hóa thì sẽ gồm có triệu chứng ngộ độc rượu cấp như là buồn nôn, nôn ói và đau bụng. Và trong các trường hợp nghiện rượu thì đau bụng có thể là do loét, viêm loét dạ dày hoặc loét thực quản hoặc là viêm tụy cấp và viêm gan. Trên thềm kinh trung ương thì thay đổi cái trạng thái thần kinh ở bệnh nhân ngộ độc rượu cấp. Đó là ethanol bản thân của nó là một chất an thần gây ngủ. Và cái nồng độ ethanol trong máu thấp thì gây ra cảm giác phấn khích vui vẻ. Nói chung là chỉ uống rượu vừa đủ thôi. Uống rượu xong rồi dăm ba chén rủ nhau đi hát karaoke, xong thằng nào về nhà thằng đấy là rất là vui vẻ, cảm giác phấn khích vui vẻ và những cái hành động theo hướng là giải tỏa căng thẳng. Nhưng mà ở nồng độ ethanol cao hơn ý, thì làm suy yếu hệ hệ thần kinh trung ương, suy yếu hệ hệ thần kinh trung ương là nói thì líu nhíu, thay đổi nhận thức về môi trường xung quanh. Nói líu nhíu tức là nói chả mạch lạc gì cả, câu chữ thì nói chung là nói thì lên tha lên thiên ấy. Phán đoán thì không chính xác, rối loạn vận động, rung giật nhãn cầu và làm gia tăng cái tính hiếu chiến, và người bệnh thì có thể thoáng mất trí nhớ. Đây là thoáng mất trí nhớ, cho nên là không phải là nói như vậy, không phải 10 người uống rượu hôm trước
làm cái gì thì hôm sau quên hết, không có chuyện đấy đâu. Sẽ có những người mất và có những người ta sẽ nhớ, nhưng mà không thể đổ tội hết cho rượu được. Hôm qua anh say rượu qua anh làm gì anh chả nhớ, anh chạy lại anh làm gì em anh quên mất rồi, anh không nhớ nên anh không chịu trách nhiệm được. Cái nồng độ ethanol trong máu rất cao thì có thể gây hôn mê, siêu hấp và tử vong. Và cái việc dự đoán nồng độ ethanol dựa vào triệu chứng lâm sàng là một điều rất là khó khăn. Mọi người biết khó khăn tại vì sao không ạ? Tại vì là ở cái người mà uống, ví dụ như cô chẳng hạn, cô mà chỉ uống 1-2 chén thì thôi, như là kiểu đúng là kiểu ngộ độc rượu cấp luôn, không uống được. Nhưng mà ở một cái người mà người ta uống rượu lâu năm rồi thì người ta uống cả 1 chai thì cũng chưa hề ấn gì. Đấy. Nói là nên là dự đoán rất là khó khăn, người ta chỉ có định lượng cái nồng độ rượu ở trong máu thôi. Đấy. Thế thì ngộ độc ethanol khi nồng độ ethanol thì trên 80, người ta chỉ nói trên thôi nhé, mọi người nhớ không? Trên 80 cho đến 100 mg trên decilit. Cái nồng độ ethanol máu hơn 400 mg trên decilit thì thường có thể là gây tử vong. Người ta không có cái mắc, mọi người hiểu không ạ? Người ta chỉ có cái min thôi. Đấy thì làm sao đừng để cái nồng độ rượu vượt qua 400 là được. Và lượng ethanol gây tử vong vào khoảng 3 gram trên 1 kg cân nặng ở trẻ em và 5 đến 8 gram trên 1 kg cân nặng của người lớn. Thế thì vấn đề là tại sao lại gây say, tại sao lại gây độc cho chúng ta? Thì ethanol gây độc hầu hết trên các cơ quan và một số các triệu chứng nhiễm độc thì có liên quan đến tác dụng chuyển hóa, chất chuyển hóa đó chính là chất aldehyde, chính là cái thằng aldehyde. Rượu không gây say, rượu không gây độc, nhưng chất chuyển hóa của nó aldehyde thì mới thực sự gây say và độc. Cái cơ chế gây độc thực sự của ethanol thì hiện nay vẫn còn tranh cãi và nghiên cứu. Ethanol không có thụ thể đặc hiệu giống như những chất khác trong cơ thể chúng ta như thuốc phiện hoặc là những cái thuốc gây ngủ. Thì nó thấy rằng là ethanol tác động lên một số protein ở màng tế bào tham gia vào cái con đường truyền tín hiệu, thì bao gồm các thụ thể thần kinh, các men và các ion. Và ethanol tương tác với nhiều chất dẫn truyền nội thần kinh. Cụ thể là tác động chính của ethanol là liên quan đến cái gia tăng ức chế GABA tại thụ thể GABA. Đấy. Và ức chế cái chất gì N-methyl D-aspartate và một số cái thụ thể gì ạ? EA. Thì chính vì vậy mà nó gây ra một loạt những cái rối loạn. Cụ anh liên quan đến GABA cho nên là anh mới anh liên quan đến sự ức chế cái thụ thể GABA đấy, cho nên là cũng làm cho gì ạ? Bệnh nhân vì vậy mà có tác dụng là gì ạ? An thần gây ngủ. Thế còn đối với bệnh nhân mà ngộ độc mạng thì sao? Ngộ độc mạng thì mình nói đến cái hội chứng gì ạ? Wernicke-Korsakoff. Thế thì tại sao lại có cái hội chứng này? Đó là cái ethanol ấy thì nó là cản trở cái sự hấp thu thiamin hay gọi là vitamin B1. Và không những cản trở đâu mà nó còn làm giảm cái dự trữ vitamin B1 ở gan. Cho nên là cái bệnh gan ấy, gan do rượu ấy thì làm cho giảm cái dự trữ vitamin B1 đi. Và cái thiamin này thì nó còn là coenzyme quan trọng trong cái chương trình chuyển hóa pento. Rồi cái coenzyme thiamin này nó còn cái vitamin B1 này nó tham gia vào quá trình tổng hợp lên axit chất dẫn chuyển hóa thần kinh như acetylcholine vân vân. Vậy thì khi thiếu vitamin B1 gây ra những cái tổn thương về mặt cấu trúc. Vì vậy mà khi mà truyền gluco thì gây giảm dự trữ thiamin hơn nữa và thúc đẩy bệnh Wernicke. Và thiếu hụt vitamin này có thể đưa đến bệnh lý là bệnh beriberi. Beriberi là bệnh thiếu vitamin B1. Hoặc là bệnh não, Wernicke thì bệnh não liên quan tới rượu đấy, rối loạn thị giác này. Đấy, rất nhiều. Đấy. Và hay gặp hơn đó chính là cái hội chứng cai rượu, hội chứng cai rượu.
hoặc là sảm rượu cấp giống như cô vừa nói với mọi người đấy, cai rượu là các triệu chứng này liên quan đến sự ngừng hay giảm uống rượu, nhưng mà phải ở những người nghiện rượu cơ. Người nghiện rượu ngày nào mà đã phải uống. Mọi người có xem cái video cô cũng bây giờ có buồn cười, có một cái video ở trên mạng ở là cái dân tộc gì ở trên 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 miền núi nhỉ, không ngày nào cũng phải uống một chai, không uống thì nó run, uống vào thì uống không uống nó say ấy, tức là người ta không uống rượu người ta không làm được cái việc gì. Thì biểu hiện là gì? Rung cơ, lo lắng, mất ngủ, buồn nôn, da ửng đỏ, đổ mồ hôi, nhịp nhanh và tăng nhịp tim nhanh và tăng huyết áp. Các triệu chứng này xuất hiện sau khi giảm uống rượu từ 6 đến 8 giờ. Thế là phải cũng phải uống. Và các triệu chứng này có thể kéo dài nhiều ngày. Hoặc là các hội chứng cai rượu ở mức độ trung bình là gia tăng các triệu chứng giao cảm và ảo giác xảy ra sau khi giảm uống rượu khoảng 24 đến 36 giờ là người ta có cái ảo giác. Hoặc là nặng hơn thì bệnh nhân có thể là sốt này hoặc thay đổi trạng thái thần kinh co giật. Đấy, thì co giật toàn thể có thể ra từ 7 đến 48 giờ do bệnh nhân ngưng uống rượu. Ngưng uống rượu và cái trường hợp này xảy ra một nhà chính cô này, cô đi ăn ăn dỗ. Nên có một cái anh họ hàng, vì anh ấy nghiện rượu nhưng ngày nào cũng phải uống, nhưng hôm nay anh ấy đi ăn dỗ thì anh ấy đi xa nhà nên là ở với các bác anh chả dám uống rượu, thế mà đang ở bàn ăn bắt đầu anh ấy co giật. Anh ấy co giật thì bắt đầu mọi người cứ tưởng anh bị trúng gió này. Thế xong lại lúc đo huyết áp thì tưởng anh bị huyết áp cao, cũng triệu chứng như là tim nhịp nhanh, huyết áp cao nên định cho ông anh uống thuốc hạ sốt, à quên, thuốc hạ huyết áp. Thế xong mọi người đưa vào viện. Đưa vào viện thì người ta làm điện não đồ với rất là nhiều những cái sóng bất thường. Nó phát xung vào trên não. Đấy, do đấy là hội chứng cai rượu. Còn sản rượu thì tăng tính tự động. Tăng tính tự động là tăng động lên ấy, rồi kèm theo sốt, nhịp nhanh, thở nhanh, huyết áp, đổ mồ hôi. Đấy, thì những cái trường hợp như thế này, sản rượu cấp do rượu ấy, không phải là nói đâu, mà là những trường hợp sản cấp do rượu này thì có thể người ta điều trị bằng cái diazepam để làm dịu thần kinh, để làm giảm những cái kích thích thần kinh đi. Đấy là cái rượu ethanol, cái rượu chúng ta uống ấy. Thế còn methanol thì sao? Methanol hay gọi là cồn công nghiệp ấy. Thì cái methanol là mọi người nghe thấy cái trường hợp mà người ta uống rượu xong người ta bị chết không ạ? Đấy. Methanol này còn gọi là cồn trong công nghiệp, nó chỉ sử dụng làm dung môi để pha hóa chất thôi. Đấy, hoặc làm sơn này, vân vân thôi. Chứ còn cái rượu mà dùng trong thực phẩm chúng ta uống là rượu ethanol nhá. Thì nhưng mà đây thì là sẽ có trường hợp là người ta pha đấy. Có những người ta pha cái rượu ethanol này để làm rượu uống để bán thì nó rất là rẻ. Ví dụ là con 7.000 một lít kiểu như thế, còn rẻ hơn cả nước lọc. Đấy, thế xong là hoặc là người ta trộn, người ta pha giữa rượu ethanol với methanol mày vào với nhau. Đấy. Người ta pha như vậy thì methanol được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn qua đường tiêu hóa và cái thể tích phân bố là khoảng 0,7 lít trên 1 kg. Và nó không gắn với bromid tương, mọi người biết rằng là khi nó không gắn với bromid tương ấy thì có nghĩa là nó vào ồ ạt. Và phần lớn được chuyển hóa nó qua gan, nhưng mà nó so với ethanol ấy thì nó rất là chậm. Và bản thân cái chất mẹ của methanol ấy, chất mẹ của methanol tác dụng cũng giống như ethanol. Nó cũng xay giống y thì như ethanol, nó chả khác một cái gì cả.
Nhưng mà cái độc ấy, bản thân thằng methanol không độc, nhưng chất chuyển hóa của nó đó chính là thằng acid formic. Thằng acid formic này mới là một thằng chất, một cái chất cực kỳ độc. Nó gây toan chuyển hóa rất nặng trong cơ thể, và đặc biệt đối với dây thần kinh thị giác. Và thông thường là bệnh nhân sẽ uống cả ethanol và methanol, tức là bệnh nhân sẽ thường phần lớn thì uống rượu pha. Tại vì bây giờ mà khi mà uống cái rượu methanol ấy nhá, thực ra cái rượu methanol ấy nó rất là dịu và dễ uống, vì nó sẽ có một cái vị hơi hơi ngọt ngọt, nó dễ uống. Nó còn dễ uống hơn cả ethanol, nó cũng không bị sộc như thằng ethanol. Và thông thường người ta sẽ trộn để bán hàng ấy, người ta sẽ trộn ethanol và methanol vào với nhau. Thì khi mà trộn như vậy thì mọi người thấy rằng là sẽ có một cái sự thay đổi, đó là cái cơ thể các enzyme trong gan của chúng ta sẽ tập trung vào chuyển hóa thằng ethanol, tập trung chuyển hóa thằng ethanol trước. Nếu mà chúng ta uống về thuốc cái dạng rượu trộn đấy, tập trung vào ethanol, thì sau khi xong bệnh nhân lại tỉnh cơ, bệnh nhân tỉnh bình thường. Vào thì vào viện là do say nhá, say rồi ngộ độc các kiểu này, rồi vào hồi sức rồi ngon, hoặc là ít nhất là mới mang đến trạm. Nhân say, cái say xong rồi, các bệnh nhân tỉnh rồi, tỉnh lại bảo thôi bác đi về, cô có say ở đâu chả làm sao cả. Mà đi về thì cẩn thận, mình mà cho bệnh nhân về, lúc đấy về rồi bắt đầu cơ thể cơ chúng ta mới chuyển hóa thành methanol. Vì mà bản thân thằng methanol có độc đâu, thì khi nó chuyển hóa thành thằng acid formic này thì nó mới thực sự là gì ạ, nó gây độc. Đấy, sau 8 giờ nó xong nó mới gây độc. Và lúc này thì tự dưng về bắt đầu bệnh nhân mới thì mệt mỏi, và đặc biệt bệnh nhân nhìn thấy mờ. Uống rượu mà bị mờ mắt á, mà mờ một cách đột ngột như vậy á, chắc chắn là methanol rồi. Đấy. Và thông thường để an toàn ấy thì là mình nên giữ bệnh nhân lại trong vòng 72 giờ. Thì kiểu gì là nó cũng sẽ chuyển hóa trong cái khoảng 72 giờ đấy thôi, mình sẽ giữ lại 72 giờ. Nếu có vấn đề gì mình xử lý. Và nếu như thằng methanol này nếu như được xử lý kịp thời ấy, và đúng phác đồ ấy, thì nó chả để lại một cái gì đâu. Rất là đáng tiếc là ở trường mình ấy, một cái chị mà chơi thân với cô ấy, là chồng có chồng uống đi uống rượu, mà cái anh đấy là anh ấy uống cả, tức là nếu mà theo như mình phán đoán mà lâm sàng thôi, là anh ấy uống cả ethanol và methanol. Vì mới đầu anh ấy đi uống về thì anh ấy đi ngủ, anh ấy bảo anh ấy ăn cơm thôi anh đi ngủ, thế là say. Thế xong đến lúc buổi sáng không thấy gì, để buổi chiều trưa không xuống ăn cơm, thì qua tối không xuống ăn, sáng gọi dậy thì bắt đầu đã thấy là rất là nhiều cái triệu chứng rồi, của ngộ độc rất là nặng rồi, mới đưa vào viện. Thì lúc đấy anh bị toan chuyển hóa quá nặng rồi, suy đa tạng, cuối cùng là tử vong. Đấy, thì là những cái lúc đầu ấy là anh ấy say. Say thực sự là do anh ấy say của thằng ethanol. Thế xong về sau nó gối theo sau, là bắt đầu là khi mà mình cơ thể mình chuyển hóa thành ethanol rồi, tỉnh rượu rồi, thì lúc đấy lại tập trung sang nó chuyển hóa thằng ethanol thành acid folic. Thì nó lại trùng vào cái buổi đêm, cái khoảng tỉnh ấy là cái khoảng bị trùng vào buổi đêm. Thế là đến sáng hôm sau thì bắt đầu nó mới chuyển hóa xong cái methanol thành acid formic. Thì lúc đấy là nó mới ồ ạt như vậy, cuối cùng suy đa tạng và mất. Đấy, thì các triệu chứng của nó cũng giống như nhiễm độc thôi. Nó xuất hiện trong vòng 30 phút. Đây là nếu mà đang nói là nếu mà chỉ uống một mình thằng methanol thôi nhá, thì nó xuất hiện trong vòng 30 phút sau khi uống, và nhưng có thể muộn hơn. Nhưng mà nó nếu mà uống cùng với ethanol thì nó phải chuyển hóa xong ethanol rồi mới đến thằng methanol. Đấy. Và cái triệu chứng biểu hiện thường gặp của ngộ độc methanol giống tương tự như ethanol thôi, nên là rất là khó phát hiện luôn. Thực sự chả biết là ngộ độc rượu gì với rượu gì, vì là thực ra mỗi người say nó cũng không phải ai giống ai, mỗi người một kiểu. Nhưng mà thực ra là methanol là chất ức chế thần kinh trung ương, tương tự như ngộ độc ethanol thôi, nhưng ở mức độ nhẹ hơn, gây an thần và vô cảm. Và người bệnh thì khi đến viện thì thường còn tỉnh táo, nhưng rất là đau đầu, chóng mặt,
và có thể gặp các triệu chứng như là quên, bồn chồn, hưng cảm, ngủ lịm, lẫn lộn, hôn mê và co giật. Và khi ngộ độc nặng thì có thể xuất huyết hoặc là nhồi máu nhân bèo hoặc là tụt não. Thì đặc biệt là cái biểu hiện chỉ điểm đó chính là mắt. Lúc đầu thì nhìn chúng ta là trên người người ta nhìn hoàn toàn bình thường, nhưng mà sau 12 đến 24 giờ từ cái lúc uống rượu sau bắt đầu thì nhìn mờ mờ một cách đột ngột luôn. Nó mờ giống như kiểu là hồi em sương mù buổi sáng ấy, nó mờ mờ đồng đều, mờ toàn diện chứ không phải ở một điểm nào đấy. Có mây che trước mắt và sợ ánh sáng đấy, và đồng tử thì kém phản ứng với ánh sáng. Và nếu mà đã giãn đồng tử rồi thì dấu hiệu ngộ độc rất là nặng. Thì khi đấy người ta soi đèn mắt, nó thấy rằng là bệnh nhân đã xuất huyết cái gai. Khi đã mờ như vậy rồi là bệnh nhân đã xuất huyết những cái ở gai thị, và sau đó thì phù rỗng võng mạc lan rộng như vậy. Nhưng người ta sẽ cái dấu hiệu này nó rất là nặng và nó chỉ điểm cho bệnh nhân các di chứng thần kinh, rối loạn ý thức, hôn mê, hội chứng Parkinson, thiếu hụt nhận thức, viêm tủy cắt ngang. Tức là nếu như bệnh nhân mà đã bị nặng rồi, còn nếu mà cứu được thì sẽ có những cái di chứng thần kinh như vậy, teo đĩa thị giác. Có những người mà sau khi uống methanol xong cứu được nhưng bị mù đấy. Tim mạch thì có thể là giãn mạch, tụt huyết áp và suy tim. Hô hấp thì thở yếu, ngừng thở, thở nhanh, sâu đấy. Đặc biệt của bệnh nhân này lại thở nhanh và gì ạ, thở nhanh và là thở sâu cơ. Thở sâu nếu có nhiễm tăng chuyển hóa, tức là đặc điểm của một cái nhiễm tăng chuyển hóa. Tiêu hóa để xuất huyết dạ dày, viêm tụy cấp. Thận thì suy thận cấp, biểu hiện là đái ít, vô niệu, nước tiểu đỏ, sẫm màu. Có thể đau lưng, đau thân mình. Nhưng mà cái nồng độ ethanol trong máu chỉ điểm ở đây là trên 20mg trên decilit. Cái chỉ điểm ở đây cô vẫn nhắc lại đó chính là mắt. Bệnh nhân uống rượu về tự dưng mắt bị mờ, chứ không phải mù, mắt bị mờ một cách đột ngột như vậy. Đấy, thì là chúng ta chú ý cái vậy thôi. Thế còn cái tức là biểu hiện toàn trạng của bệnh nhân này đó chính là toan chuyển hóa, và toan chuyển hóa rất nặng ở trên những bệnh nhân ngộ độc methanol. Và cái chất gây độc đó chính là acid formic nhé. Đấy, thì ngay cả cái biểu hiện của nhồi máu, cái chụp CT lên thì đặc điểm những bệnh nhân mà ngộ độc methanol đó chính là có những cái ổ nhồi máu ở nhân bèo. Đấy là chính là biểu hiện của một cái nhiễm toan chuyển hóa nặng đó, xuất huyết ở nhân bèo. Thế cho nên là sợ nhất là người ta nó sẽ trộn ethanol và methanol. Hầu hết các rượu như vậy nó sẽ trộn ethanol và methanol. Cho nên bệnh nhân sẽ có một gợi ý cho mình này. Có một cái ông này uống rượu kinh khủng, tự dưng lần này lại vào viện. Bình thường ông say không có ở nhà đâu, bây giờ tự dưng lần này say ông vào viện, ông kêu đau đầu thì phải cẩn thận. Có thể là ông ấy phải uống cái rượu nó trộn lẫn rồi đấy. Thì mình nên giữ ông lại, và nên giữ bao giờ? Nên giữ 72 giờ. Nếu mình có cái dấu hiệu phát là mình xử lý luôn thì không sao. Hoặc là có những cái trường hợp mọi người thấy đấy, có những cái người vào uống rượu 4-5 ông nhậu với nhau, một ông thì vào viện vì là nhìn mờ hoặc là đau đầu hoặc là bầu ly bì huyết áp tụt rồi, thì vào viện. Thế gọi, thế là người nhà mới tìm, truy tìm cho mấy ông còn lại. Thì trong số như mấy ông còn lại thì có ông thì lại chả làm sao cả, tỉnh rồi, chả làm sao, bình thường. Đấy, những ông đấy lôi vào để điều trị luôn, thì những ông đấy thường không để lại di chứng gì ổn. Thế có những người ta vì là sau 8 tiếng sau nó phải chuyển hóa xong cái thằng ethanol mới đến thằng methanol mà, nên nó sẽ có một cái khoảng tỉnh như vậy. Thôi nhờ chúng ta nghỉ ở đây nhá, 10 giờ rồi. Vâng. Alo. Say hết rồi à? Lúc bị buồn ngủ bây giờ nói chuyện say hết rồi à? Thì chúng ta nghỉ ở đây nhá. Alo các bạn ơi, có bạn nào đang còn tính không đây? Hả? Vâng. Mọi người còn tỉnh không mọi người? À. Còn tỉnh không? À, say hết rồi. Còn à? Cứ nghỉ nhá, cả lớp nhá. Hình như bây giờ cái bài an thần nó bị cấm. Thế bình thường cô thích uống loại nào cô nhỉ? Rượu á? Hay là? À vâng.
cô hay là uống rượu rượu vang, cô hay hay làm À. cái nho gì nhỉ, cái nho nho rừng, cái nho bẻ khoảng nhỏ xíu xíu ấy, cái nho rừng nhỏ nhỏ ấy, nho Cao Bằng hay nho Lạng Sơn đấy, cái nho đấy thì cái vỏ của nó rất là dày, mà cái chất chống oxy hóa là nằm chủ yếu ở cái vỏ nho đấy. Thế Cô về uống ở nhà không? cô uống ở nhà, nhà cô đầy bình rượu. Thế à? Hôm nào cô cho em thử một tí. Em chưa uống lại đấy bao giờ. Em tò mò lắm. Cái rượu này trước khi đi ngủ làm một chót ngon, ngủ ngon dễ ngủ, À, kiểu bình nhưng thường mà em cũng hay kiểu ngủ muộn ấy, cũng chưa biết cách nào để kiểu dễ ngủ ấy. Chắc có khi đấy. dễ ngủ à, em cứ điều chỉnh chế độ của em trước đó, uống một chén thì rượu vang chả làm sao đâu em ạ, không vấn đề gì, chỉ sợ là nghiện rượu thôi nhá, thì mới sợ thôi. Thôi đi ngủ đi, không thì lại mất ngủ. Vâng, em À, cảm chúc mừng lớp ngủ ngon. cô. Dạ vâng, em cảm ơn cô, chào cô ạ. Ừ.